Chào các bạn trong Zoom ha. Chào các bạn ở bên ngoài. Fanpage thì hôm nay live 117. Hôm trước thì cái lớp đăng ký cho cái đầu tháng 3 đó, từ ngày 1 tới ngày 7 tháng 3 thì Toàn sẽ gửi cái Vi với Toàn sẽ gửi cái Toàn Vi sẽ gửi cái ID với cái bài quật cho các bạn vô Zoom. Nó là 5 giờ chiều tới 7 giờ chiều giờ Việt Nam, tại vì cái giờ đó là 5 giờ sáng, 7 giờ sáng ở bên chị. Cho nên là chị tranh thủ cái thức lúc sáng sớm á, sẽ vô đi 7 ngày với các bạn. Thì các bạn cứ bình tĩnh, đợi gần ngày gì đó, sẽ gửi ID ra, rồi mọi người vô học. Không có người nào học được ngày nào thì cứ học. Tại vì lớp học không có phí mà, nó không có bắt buộc, nhưng mà nên vô học hết cả 7 ngày đi. Mọi người bên ngoài có nghe mình rõ không? Hay là không có nghe rõ lắm? Dạ nghe Chắc rõ lắm chị Biên ơi. ok em, cảm ơn em. Dạ. Mọi người cứ từ từ đặt câu hỏi đi. Đặt câu hỏi đi hay là chào nhau đi, trong Zoom chào nhau. Thì bây giờ live tới 117 rồi. Đi khi vô tư vấn á, thì các bạn nói lên tình huống của mình á, thì chị biết là các bạn có live, nghe live chị hay không. Tại vì nghe live rồi ngôn từ nó khác lắm. Nó còn những người chưa nghe live ngôn từ nó khác dữ lắm. Chưa thấy live ra ngoài hả? Live ra ngoài chưa ta? Villa ra ngoài cho em. Để chị coi, chắc là cho nó chắc. Chị là báo chưa ra ra ngoài, mình ngồi mình nói hoài. Tới sáng. Thấy like ra ngoài Facebook rồi mà chị làm. Em thấy nó hiện ra là ở ngoài Facebook rồi đó. Rồi, ngoài Facebook thì cái bạn nào đang coi á, ở trong phòng Zoom này chia sẻ giùm chị á, giống hôm trước á, mình đã nói rồi đó. Rồi mình vô cái tip số 1 đi, đầu tiên luôn đi, mình nói về hẹn hò một chút. Mình tư vấn, tại vì trước đến giờ á, là tư vấn người thứ ba với hôn nhân là chủ yếu, không có nhận hẹn hò. Mới gần đây thì mới nhận hẹn hò thôi. Một hai ca gần đây á, thì thấy với chị tư vấn riêng hẹn hò, chị thấy các bạn này biết kiến thức nhưng mà biết cạn quá, không có hiểu sâu, cho nên các bạn này bị dính hình, dính nhiều thứ lắm, cho nên là hẹn hò nó không có thành công. Thì hôm nay chị cái đầu tiên mình sẽ dành cho hẹn hò, cái tip đầu tiên á. Hẹn hò đây không phải là hẹn hò giữa nam và nữ, và trong cuộc đời khi mà mình tương tác với một mối quan hệ nào đó, kể cả là một cái chị bạn mới thân, hoặc là mình mới vô một công ty mới để làm, hoặc là mình có một mối quan hệ với một người đàn ông nào đó mà nó mới, thì mình phải hiểu là cái cuộc đời của một cái mối quan hệ nó đi như thế nào, đặc biệt là mối quan hệ hẹn hò. Thì mối quan hệ hẹn hò thì bạn sẽ cho bạn một số cái hình tượng trước trước khi mình vô. Ví dụ một người thì bạn thấy là một người sinh ra là em bé, rồi sau đó em bé lớn lên, rồi em bé ở tuổi thiếu niên 16 trăng tròn, rồi sau đó là tuổi thanh xuân, rồi đã trung niên, già đi và chết. Nó gọi là sinh lão bệnh tử, hoặc là sanh trụ hòa diệt. Gần đây Trâm cứ nhắc cái từ này hoài, làm chị cứ nhớ hoài. Trâm một một cố phó bốn, cứ chị Viên sanh cái này có phải sanh trụ hòa diệt không? Chị đoán là Trâm đọc cái cuốn Muôn Kiếp Nhân Sinh đó, ở trong đó nó có cái cụm từ sanh trụ hòa diệt. Thì trong 50 cái quy luật cuộc đời mà chị gửi cho các coach nghe đó, thì nó cũng có là nó vòng tuần hoàn của một cái gì đó, rồi sau đó nó sẽ xuất hiện một vòng tuần hoàn mới, một cái sự thay đổi mới.
hay là ở bên triết học nó là cái sự thay thế, một cuộc cách mạng, có nghĩa là một cái gì mới đó thì thay mới cái cũ. Cái mới chưa chắc là tốt mà cái cũ, cái mới có thể là rất tốt. Sanh chủ họa diệt, cái đó mình sẽ nói sau. Nhưng mà bây giờ quay lại cái quan hệ tình cảm, nó cũng giống như một cái trái táo, trái bom á. Nó trái bom đi cho nó dễ hình dung, nó trái táo rồi không biết táo xanh hay táo đỏ hay là táo tàu hay táo Việt. Thì một trái táo nó sẽ thụ phấn, rồi sau nó sẽ ra một cái trái nhỏ nhỏ, xong nó lớn lên nó xanh. Xanh tới một thời điểm nào đó thì nó sẽ chín. Có táo mà táo màu á thì nó sẽ được chuyển qua màu đỏ. Sau đó nếu mà mình không ăn thì nó rụng. Nó rụng từ trên cây rụng xuống, sau đó rồi nó sẽ héo đi, sau đó nó decay, nghĩa là bị tan rã. Thì một mối tình nó cũng vậy. Một mối tình nó cũng vậy mà các bạn lại không có coi trọng cái quá trình của một mối quan hệ tình cảm. Các bạn nếu mà có nhiều mối tình, bạn ngồi suy lại đi, bạn cũng sẽ hiểu là mấy ngày đầu á, mấy tháng đầu, 2 tháng đầu á, ta nói gọi điện 4 5 giờ, 4 5 tiếng, ngày mai 6 giờ đi làm đúng không, nhưng mà tối nay nói tới 2 giờ sáng, nói từ 8 giờ cho tới 2 giờ sáng liên tục một tuần, không có ngày nào không nói hết á. Ngày nào cũng gọi điện, ngày nào cũng nói chuyện đó, nói cái gì mà nói trên trời dưới đất mà nói dữ không biết gì. Thì cái đó là giai đoạn đầu. Khi mà mới biết nhau rất là hào hứng, hai người rất là thích nhau ấy nha, mình đang nói hai người rất thích nhau. Sau đó thì đi đi làm cũng nhắn tin thục ra thục vô các kiểu, gửi hình gửi ảnh gửi thông tin các kiểu, vui lắm 2 tháng đầu. Rồi sau đó tình yêu rất là nồng nàn, rồi sau đó gặp mặt rồi thương nhớ yêu mến các kiểu, cảm giác như không thể xa nhau. Nếu mà hai người thật sự là valuable á, thì người ta sẽ nghĩ tới việc sanh con với nhau, có con, rồi làm ăn chung. Người ta nói về những cái điều đó, và người đàn ông này trong cảm xúc rất là cao, họ rất muốn có con, họ rất muốn đầu tư cho mình, họ sẽ bỏ thời gian để làm những cái việc mình muốn. Ừ, cảm ơn em. Rồi họ họ nói những điều tốt đẹp lắm. Họ nói tại vì trong lòng họ đang yêu mà. Tháng thứ sáu, tháng thứ bảy là những cái khoảng thời gian cực kỳ tốt, cực kỳ đẹp. Rồi sau đó rồi qua tháng thứ 9, thứ 10 nó vẫn còn đẹp. Nó vẫn còn thì nói qua 1 năm đi. Thì sau khi mà các cuộc nói chuyện nội dung nó bắt đầu nó vơi dần đi á, tất cả bà con bên nội cũng biết, tất cả bà con bên ngoài cũng biết, ai ở Mỹ, ai ở Úc, ai ở châu Âu cũng đều biết hết, thì lúc đó là cái sự mới nó không còn nữa. Rồi cái tình cảm á, nó cũng không còn là mới khi mình chạm nhau hay là mình mới hôn nhau nữa. Cho nên là tình cảm nó, cái cảm xúc nó không còn như cũ. Bây giờ ví dụ đi, có bạn nói mình thì trong quá trình hẹn hò đó, các bạn phải biết cái thời điểm nào là cao trào để mà mình gọi là mình ra tay, mình ra đòn, hay là mình yêu cầu cưới, hay là mình đẩy mối quan hệ này đi vào cam kết, hay là mình nói ảnh mua nhà, hay là mình muốn có con với ảnh. Thì trong giai đoạn đó, tại vì bằng bằng vượt ra khỏi cái khung mà người đàn ông họ bắt đầu họ họ tuột đi bớt cái cảm xúc đó, họ quay về cái baseline á, là lúc đó rất khó thuyết phục. Còn cái giai đoạn mà đang rất yêu đó, bạn kêu theo đạo thì ảnh cũng đi học, và lúc đó nên push nó mạnh vô. Tại vì ví dụ như một người theo đạo Thiên Chúa giáo phải đi học đạo đi, ở tháng thứ sáu thì ảnh muốn cưới rồi, muốn rước cô này về rồi, nhưng mà bạn không có đẩy cái việc học đạo á trong cái tháng thứ sáu thứ bảy chúng ta sinh nhật đó, mà bạn ảnh cứ nói là thôi để từ từ đã, đi tìm người sau.
Rồi nó qua tháng thứ bảy, rồi qua tháng thứ chín, rồi qua 1 năm, rồi 2 năm ảnh không có đi học đạo, cuối cùng hai người chia tay. Cho nên á, nếu mà bạn muốn người đàn ông đi theo bạn á, học đạo và cưới á, thì trong tháng thứ sáu á, lúc mà hai người mà còn trên đỉnh thì đẩy luôn, có nghĩa là không, phải tìm cách, hễ mà tìm hai bác này dạy mà không được thì tìm người khác dạy, tìm cha này không được thì đi nhà thờ khác, cố gắng là làm cho công việc đó nó xong. Tại vì qua cái giai đoạn đó các bạn rất là khó để thuyết phục, nó cảm giác nó về bê lai á, mọi thứ nó khó lắm, mà đặc biệt là đối với phụ nữ đó là một cản trở rất là lớn. Và tại vì qua 1 năm đó tự nhiên mà cái bạn quan sát bạn thấy tình cảm như không ban đầu á, chính bản thân bạn cũng bị tụt mood nữa chứ đừng nói là người đàn ông. Bản thân bạn nghĩ là cái mối tình của mình đó bạn thấy tụt mood dữ đó, sao nó không giống ban đầu, nó không giống ban đầu, nó qua rồi, em bé nó lớn rồi, em bé nó lớn rồi, nó đâu còn nhỏ nữa, nó uống sữa nó lớn tiêu rồi. Ok, thì đó là cái sự khôn ngoan á, khôn ngoan á, của một người phụ nữ á. Chứ bạn bạn không biết cái giai đoạn nào để mà đánh tỉa, hay là để khi nào đánh úp, hay là khi nào đánh vào trọng tâm. Bạn cứ cả sàn cả sàn cả sàn là bạn bỏ qua những cái nó gọi là những cái khung thời gian vàng, những cái khung thời gian vàng. Nhưng mà chúng ta thường chúng ta sẽ bị bỏ qua, tại vì trong chúng ta không chúng ta có kiến thức nhưng mà chúng ta không có niềm tin quá mạnh liệt vào kiến kiến thức, có nghĩa là knowledge là khác nhưng mà belief là nó khác. Khi mà chúng ta thật sự belief đó thì chúng ta mới sốt sắng làm, và chúng ta làm rốt rẻ mà chúng ta đạt những cái thứ mà mình muốn, đạt những thứ mình muốn. Và khi cái quá trình bạn hiểu một quá trình của một mối quan hệ giữa hai người nó đi như thế nào, bạn rất nó kiểm soát cuộc đời của mình dễ lắm trong tất cả các mối quan hệ cơ. Ví dụ mình quen một chị đó mới vô làm công ty, sau lần đầu hai người đi đâu cũng rủ đi uống cà phê, sau cuối cùng không đi, sao bây giờ rủ khó vậy, thì bạn không có bị tổn thương, tại vì bạn nhìn cái cấu trúc của mối quan hệ, cái process của nó tới giai đoạn này nó yếu rồi, nó yếu rồi, thì khi đó là bạn cảm giác như rằng là à, có gì đâu tổn thương, quen hoài thì cũng để cho người ta đi quen người mới chứ, chứ không lẽ cứ thấy cái mặt mình mặt mo mình gặp hoài nó cũng không có vui đúng không, bình thường. Thì đó là process của một mối quan hệ. Không biết là chị tại gần đây tư vấn mối hẹn hò hơi nhiều cho nên rút ra cái gì đó cho các bạn chút. Các bạn là muốn hỏi gì không? Ở ngoài fanpage có hỏi biết gì không? Có nhắn tin có ở ngoài fanpage chia sẻ cho chị nha. Chia sẻ cái like ra cho nhiều người nó vô nó học chứ không có gì. À, nhiều người vô nghe chứ không gì chứ. Mà nghe cũng đâu có phải bán lớp học đâu. Cho nên các bạn giúp mình share. Chị thấy Thiên Hồ, Nguyễn Ngọc, Lan Quân Ngọc, Trần Lam, Nguyễn Thủy, thấy có Mỹ Trang, chị Lành, Xuân Thảo, thì người người nào cũng vậy, mình sống trong cuộc đời á, mình phải hiểu, mình hiểu cái người ta nói hoài mà tại sao mình chưa áp dụng vào trong đời sống, cái quy luật phát triển thành trụ hòa diệt đó. Tuy nhiên á, các bạn nghe các bạn trời ơi sao mà thành trụ hòa diệt mà sao nghe mà sao mà bị depressed vậy, thì sao nghe sao không có cái gì gọi là có một tương lai tươi sáng, hễ nó lớn lên nó rồi nó già nó chết nó có phải là rất là stress luôn không? Phải, nó không phải là con người, là nó ngứt hơi thở đi. Mà con người cũng vậy, nó có đời sống sau khi mà mình chết mà, cho nên á, thành trụ hòa diệt là nó một sự liên tục, có nghĩa là nó không phải có một thành trụ hòa diệt, có nghĩa là thành trụ hòa diệt xong đơn hết không ạ, nó thành trụ hòa diệt xong nó thành trụ hòa diệt hai, xong nó thành trụ hòa diệt ba, xong thành trụ hòa diệt bốn, có nghĩa là nó chuyển cái trạng thái tình yêu hẹn hò này nó qua cái tình nghĩa vợ chồng, nó qua tình nghĩa vợ chồng, rồi sau đó nó có con cái, nó có cháu chắt, nó có cháu ngoại, nó chuyển qua một cái là một cái mối quan hệ khác, là thành trụ hòa diệt của ông bà.
với con cháu, sau đó là nó qua một mối quan hệ lớn hơn là đối với tổ tông, đối với làng, đối với là thờ cúng miếu tổ của làng, của xã, của huyện, của tỉnh, thì nó diệt của cây này để nó sanh ra cái mới của cái khác. Chúng ta có biết là cho nên á, bạn ở trong một mối quan hệ hẹn hò, bạn làm sao cái bước chuyển tiếp đến nó phải smooth, chứ nó không có được ê chề dài quá rồi cuối cùng mình không cưới nhau được, mình không cưới nhau được, hiểu không? Rồi đẩy cao trào sao cho nữ tính nào, vì thật ra là nữ tính là một phần để mình thu hút người khác giới. Có nghĩa là câu hỏi đó nên rất là hay. Còn cái mục tiêu của mình trong một mối quan hệ hẹn hò, từng thời gian, từng thời điểm mà nữ tính nó có những cái mục tiêu khác nhau. Lúc đầu mà chưa gặp anh nào hết, nữ tính tóc dài để thu hút mấy ảnh về phía mình, về phía mình. Nhưng mà vô trong giai đoạn mà đã yêu nhau rồi á, thì nữ tính đó không phải là tóc dài hay chớp chớp mắt hay là dễ thương để cho người đàn ông thấy mình mềm mại, mà cái nữ tính đó là như chị viết ở trong cái bài á, cái bài trên tường của nhà chị á, ở bên cá nhân, tài khoản Facebook cá nhân á, là lúc đó nữ tính nó phải chuyển qua giai đoạn là mình phải tôn trọng phái nam, và mình phải nghĩ rằng là phái nam là những cái một cái phái, một cái gender nó dominate, và mình hiểu những cái đặc điểm tâm lý của phái nam là họ phải dominate, họ là người leader, và họ mình chấp nhận ở đâu đó mình dưới cơ, mình dưới cơ, mình chấp nhận ở đâu đó là mình đóng vai trò của mình phải cho người ta quyền quyết định, cho dù cái việc đó mình quyết định nhưng mà mình phải chuyển cái tình huống sau đó, cái sự quyết định của họ. Thì cái nữ tính đó lúc đó là mình đẩy lên cao trào á, là mình cho người ta một cảm giác họ là một cái người VIP, người quan trọng, người quan trọng, và cái người có những cái đặc tính mà người khác không có, rất là riêng, và người này có tính nhân văn, rồi người này mình rất là ngưỡng mộ, mình ngưỡng mộ, không phải ở bất, đừng có nói là tụi mình như là bạn thân nhau, chúng mình hiểu từ xa xưa rồi, hai người có tiếng nói chung, không không cần nói có tiếng nói chung, tiếng nói riêng cũng được, mà miễn sao anh ta tiếng nói anh ta nó vang hơn mình là được, không cần phải đồng nhất mình với người đó, tại vì những cái câu nói đồng nhất của bạn nghĩ rằng là bạn đưa hai người về một không, họ phải có vị trí cao hơn mình chứ, họ phải có cảm giác đó, bạn làm sao không biết, cái đó là nó phải đi, phải thông minh, hoặc là ai đó chỉ cho làm. Thì đẩy lên cao trào là như vậy, có nghĩa là nữ tính đó thời thời điểm đó là chỉ đưa chàng lên thôi, chứ lúc đó không có gọi là sự quyến rũ, tại 6 tháng thì cái sự quyến rũ về nhan sắc nó cũng không còn như ban đầu đâu, như không ban đầu đâu. Thì với cái mục đích đó thì mình đẩy cao trào lên, thì làm là làm rốt rẽn hả, làm rốt rẽn, tại vì bạn cứ xà lơ, bạn cứ chậm chậm rì, rồi bạn cứ delay delay á, là nó qua giai đoạn đó, bạn biết đó là người đang trong trong giai đoạn đó họ sẽ hề nên hề hề non hẹn biển, họ nói những cái từ thật sự trong lòng của họ nghĩ luôn á, họ muốn có con, họ không muốn một đứa đâu, họ muốn ba đứa, năm đứa, rồi họ họ muốn nghĩ về đi khám bác sĩ, đi thụ tinh, hay là họ nghĩ rằng là để ăn uống khỏe để có con, có nghĩa là hẹn hò thôi á, mà người ta đã nghĩ tới mức đó, tại vì cảm xúc nó nhiều quá, nhiều quá, lúc đó sẽ nói với bạn những cái câu bắt đầu là hẹn đó hẹn ước trăm năm, nhưng mà tới tới sau một năm mà cảm xúc nó quay về baseline là thôi, là hẹn ước còn có một năm mà bỏ, gạch đi hai số không, gạch đi hai số không. Thì đó đó là một cái mà các bạn phải đẩy,
Tại vì ví dụ như là kêu ảnh bỏ nhậu hay bỏ thuốc hút thuốc lá thì trong tháng thứ 6 tới tháng thứ 9 tới tháng 12 là đẩy. Mà đẩy lúc đó cũng được thôi, qua tháng sau một năm thì quên đi. Quên đi, anh ta sẽ chọn thuốc mà bỏ bạn. Nghe chưa? Tuy nhiên mình nói là có những trường hợp ngoại lệ hay không có, có nghĩa là có những người họ 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 giữ tuổi thanh xuân nó dài hơn chút á. Nó kéo dài tuổi thanh xuân hơn chứ, nhưng mà ngoại lệ nó rất là khó, thường nó sẽ đi theo quy luật chung mới là bạn đẩy ra ngoài lệ hiếm lắm, hiếm mới có ngoại lệ lắm. Bạn đừng nghĩ mình ngoại lệ là mình quen 6 năm rồi cũng ok mà, nhưng mà 6 năm đó nếu mà mình phân tích cái cuộc hẹn hò đó, đôi lúc nó đã thành trù hòa diệt mà nó chuyển qua một mối quan hệ khác. Ví dụ như hai người đã tiến tới cái chuyện là họ chưa cưới thôi, nhưng mà họ đã mở công ty chung với nhau rồi, họ có làm ăn chung, cha mẹ hai bên đã đồng ý rồi, họ chuyển cái mối quan hệ qua một mối quan hệ khác rồi, nó không còn hẹn hò dating nữa, có nghĩa là họ không lo về cái sự là hai người có thuộc về nhau hay không nữa, thì nó vẫn là cái tiết đầu tiên để hẹn hò. Các bạn có thể là người nào đó nó nằm trong lĩnh vực tình cảm thì bạn sẽ không có tin. Bạn đọc rất nhiều kiến thức bạn không tin, nhưng mà bản thân mình là rất là tin, tại vì mình tư vấn quá nhiều và mình thấy có nhiều tình cảnh uổng quá, tiếc quá. Khi ảnh cưới rồi ảnh lại lúc mà quen 6 tháng anh yêu ảnh là muốn có con, thì cô này lại không muốn, ảnh mua nhà ảnh muốn mua qua Úc ở luôn chứ cổ khổ không chịu. Trong tới sau khi 2 năm quen nhau á thì cổ lại muốn có con, cổ lại muốn ảnh á, là mua giờ qua Úc ở thì anh lại không chịu nữa. Nó qua rồi, qua là cái giai đoạn cái thời điểm vàng rồi, và nó cứ lặp lại đi lặp lại, cứ nghe hoài, cứ tư vấn hoài, những câu chuyện đó cứ lặp hoài, cuối cùng mình tin rất chắc chắn mình có thể là nó sẽ khác với mọi người ở ngoài kia, là tại vì các bạn không tư vấn, các bạn không thấy, chứ mình thấy nhan nhản mỗi ngày rồi sau giờ không kêu mình tin cũng được nữa, không kêu tin cũng được nữa, cứ vậy đó. Cứ cho nên đó mà mấy người mà hẹn hò mà mình nói thôi cưới đi, thứ năm được rồi đó, nó đang đẹp, nó đang đang gì đó là cưới đi có con đi. Tìm hiểu xong rồi thấy ok là đi, đừng đừng có đợi phải xong đề án này đề mục này rồi mới cưới, tại vì nó sẽ đi theo chiều hướng nó già đi á. Rồi trong phòng Zoom còn hỏi gì nữa không nè? Có sao ta? Để mình uống miếng nước. Khi nào mình nên kết hôn thì thường á là khoảng năm, mình tới năm rưỡi, tùy có trường hợp là mấy tháng 9 tháng cũng ok rồi, thì mình coi coi cái cao trào nó đang ở đâu, cái nồng nàn nhất ở đâu là mình đẩy. Nó tùy nhưng mà 1 năm có lẽ là một năm là ok đó, còn sau 1 năm là chị không có chịu trách nhiệm đâu nha. Cũng tư vấn 1 ca thì mình chia sẻ với các bạn là cái này là chắc nói tiếp hẹn hò luôn đi, cái quan hệ tình dục mà mình nói các bạn ai cũng học, ai cũng hiểu về cái, cũng có nghe qua là mình không nên quan hệ tình dục sớm, nhưng mà cuối cùng rồi các bạn cũng vẫn bị quan hệ tình dục sớm. Thì tại vì sao? Tại vì chúng ta có một cái hệ thống gọi là không phải ngụy biện, mà chúng ta luôn luôn cho những cái lý do khác exceptional,
Anh ấy giỏi quá, anh ấy giám đốc rồi, anh ấy CEO rồi, anh ấy 40 tuổi rồi. Bây giờ mà mình quen ảnh mà mình không cho quan hệ tình dục thì không có được, tại vì họ đâu chịu. Ủa không chịu thì kệ họ chứ mắc mới gì, tại vì bạn không có đủ niềm tin đâu, bạn không có đủ niềm tin thôi. Tại vì cái mình nói ở đây không phải là giá trị người phụ nữ hay là cái sự đoan trang, tại vì mấy anh không khe cái đoan trang. Các bạn con nhà lành là người ta đã biết đoan trang rồi đúng không, cha mẹ là đều là cô giáo, nhà thì lúc nào bạn có quen có một người đàn ông đó thôi, bạn quen có một người đó thôi, bạn không có người nào hết. Đàn ông hoài lắm, sao họ biết bạn không hoang đang trang được. Cho nên cái giá trị mà không quan hệ tình dục á, nó bạn phải suy nghĩ, bạn phải thông minh, nó không nằm ở cái chữ chính hay là đoan trang hay đạo đức. Who care? Nobody care. Bạn không đạo đức cũng được đó, có nghĩa là khi yêu rồi á, thì người ta lại bị lu mờ đi, có nghĩa là nói vậy thì nó không, cũng không chuẩn lắm, nhưng mà họ họ biết bạn có đạo đức hay không, bà họ biết bà không cần, là dùng cái quan hệ tình dục để thể hiện cái đức hạnh của mình, cái chính chuyên, cái con nhà gia giáo hay là có học thức hay là được giáo dục kỹ, không có. Cái chuyện đó nó không không liên quan với nhau, cái liên quan là cái cảm giác vờn vờn mà mình đã nói rồi, và các bạn cứ liên tục phải sai. Phải sai, nó vờn vờn có nghĩa là cái cảm giác mà bạn không quan hệ tình dục không phải là bảo vệ giá trị của bạn trước người đàn ông, để biết là bạn không có phải là cái người dễ dãi nha. Em không có dễ dãi, em không dễ dãi anh ta biết từ lâu rồi, nhưng mà có nghĩa là giống như chơi đánh bài á, mà bên cái lực đã hết rồi, nó hết vui á. Có nghĩa là để chơi bài mà xì tố mà rút rút đường ra mà mở ra cái hết vui, hoặc là lật bài lên là hết rồi, còn vậy đâu vui ta. Cho nên cái cảm giác mà vờn vờn á mà không được đó đó, nó mới điên, nó mới làm người ta điên. Nhưng mà bạn nói trời ơi, quan hệ mà hẹn hò mà lại không cho quan hệ tình dục sớm thì nó có phải là tình đồng chí không? Không có. Mình không cho quan hệ tình dục theo cái kiểu là intercourse, theo cái kiểu là mình giao cấu với nhau, nhưng mà mình có nhiều thứ để chơi lắm mà. Hôm qua mình nói trong cái lớp coach, mình nói là xích đu đông đưa đông đưa, mình có nhiều thứ lắm mà, đâu phải chỉ có phải quan hệ tình dục thì nó mới mới ra hẹn hò đâu. Hôn nhau là đã thấy chết rồi, hôn nhau là đã thấy chết rồi, thấy mệt lắm rồi, rồi sờ soạn các kiểu, phòng một phòng hai phòng ba đâu, thiếu gì đồ chơi đó, tại sao phải phải đẩy tới cao trào làm gì, cho nó mất vui mất hứng. Cho nên đó là cái điểm đó là điểm mấu chốt. Cho bạn bạn đừng có suy nghĩ rằng là mình để bảo vệ cái đức hạnh của mình hay là nó không quan hệ, để mà không có cái vần 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 đó thì người ta nói người đàn ông theo đuổi mà họ chán. Tại vì chị cũng nói là những người mà họ có tiền, họ là tỷ phú và họ họ rất rất sành điệu, và họ muốn đi tìm cảm xúc của tình yêu, và họ tới họ cua một em rất là xinh, thì tại vì họ họ quan sát nhiều, họ biết mà, cho nên á, họ họ sợ người phụ nữ đó đồng ý sớm, tại nó đồng ý sớm á, lên giường sớm á, nó hết vui rồi. Anh giàu thì anh giàu, em đừng sợ, mà anh có quyền thì em cũng đừng sợ, em làm ơn em đừng đừng có gì, đừng có đồng ý sớm quá, tại vì đồng ý sớm quá rồi ngày mai ảnh lại muốn đi tìm cô khác, tại cô này nó hết vui rồi, hết rồi, hết vần vờn rồi, hết cái cảm giác là hồi hộp đi gặp hay là gì rồi, hết hết cả cảm giác trân trọng luôn á. Trân trọng không phải là tại vì mình quan hệ rồi mình coi thường người khác, nhưng mà cái gì mới mà chưa được là nó cái kiểu nó trân trọng theo kiểu đó. Thì đó là cái mà hẹn hò, mà bạn nào đang hẹn hò nên nghe cái like này, thật sự nên nghe đó.
Rồi, để chị coi ngoài fanpage có hỏi gì không? Mọi người giúp mình share cái like này nha. Cho nên cái mối quan hệ tình cảm của bạn sao mà tương tác với đàn ông mà nó thất bại á, tại vì bạn bạn không có hiểu, bạn dở, bạn dở. Mọi người đang nghe cái like và cái khúc đó chia sẻ hay thì chia sẻ ra ngoài giùm chị ha, tại vì một một like mà nhiều người nghe thì nó sẽ xứng công với mình hơn, cho mình đã mất thời gian mọi thứ mà toàn là những cái thứ hay hay ho không à. Mà mấy chị em không biết nó rất là uổng. Mọi người trong phòng Zoom đã share hết rồi đúng không? Bạn nào share rồi nhắn tin cho chị cài. Em share rồi. Không không share đuổi ra phòng Zoom. Ngồi ngồi coi mà không có làm gì hết, không có làm gì để mà gọi là respect. Tàu ngầm thì cũng là tàu ngầm, có những cái yếu tố gọi là mình gọi là mình không sợ bị phán xét á, nhưng mà chị nói share đi rồi rồi hết like rồi là tắt đi. À, khi mà các bạn vẫn chưa có comfortable để comment trên Facebook để là các bạn đang bị phán xét nặng lắm, tại cái người thân bạn á họ lên Facebook họ comment mình không có cảm giác gì hết, còn những cái người mà không bao giờ đi comment mình á là bạn có nhiều cái rào cản lắm. Chứ người ta đăng lên rồi mình thấy hình bạn bè mình post mình dễ thương quá mà có lý do gì mà không comment mình đúng không, mà trừ khi mình bận thôi, còn mà chị mà rảnh á chị thấy là chị cũng comment mình, tại nó đâu có rào cản gì đâu, mà mình suy nghĩ nhiều quá thì mình không có comment mình đâu, cuối cùng mình không comment mình gì hết. Để coi nếu mà có ai ngồi coi live mà thấy ở ngoài có câu hỏi ngoài thêm thế các bạn cắt dán vô đây cho chị nha để chị đọc. Cô chị thấy cũng có nhiều người hỏi nè, bao nhiêu tuổi thì nên kết hôn? Đối với chị á, là kết hôn là tuổi 25 và có con liền, tại vì chị nói là các bạn bây giờ xã hội họ đẩy cái số tuổi có con trẻ quá, 30, 35, 40, 45 nó qua cái giai đoạn rồi, ông trời ông sanh ra ông muốn mình có con lúc 18 tuổi kìa. Nếu mà nói về thể chất là 13 tuổi là mình có con được rồi, có kinh là có con được rồi đúng không, nhưng mà 13 tuổi thì mình chưa phát triển về mentally á, thì mình đệm 20 hoặc là hai mấy, nhưng mà càng có con càng sớm con mình càng khỏe mạnh càng thông minh, và đó là cái tuổi có con. Tại bây giờ mọi người tránh nói về cái việc có con sớm là tại vì cả xã hội cả thế giới nó đều có xu hướng là mọi người muốn có con trẻ mà, và các bạn nghĩ rằng là 4 tuổi có con là bình thường, đối với mình là nó không bình thường, các bạn bị già quá rồi. Cái tuổi có con người ta 25 á mới xếp, chứ không phải tuổi 40, 40 là cực chẳng đã thôi, 40 là không có lựa chọn nào khác thôi, chứ mà tuổi có con thì phải 25 chứ. Vì nói ăn Tết xong tăng cân, ở Mỹ thì đâu cái khu chị có Tết túng gì đâu. Nó đâu có Tết gì đâu ăn, đi ra ngoài mua cũng mua bánh tét, cũng mua bánh tét dễ chi, mua hai đòn rồi được người ta cho hai đòn nữa, nhưng mà chị toàn chiên bánh tét lên chị không ăn. Teresa Nguyễn định nói với em, Teresa thẳng À, thú nó chị à, ở ngoài fanpage có cái chị à, Hạnh á, chị hỏi cái ca của chị à, Hạnh Phan á, à, em là dạ chị coi thử coi. ở ngoài fanpage á hả? Hôm nay cũng ghi cả cả đống tiếp đây, nhưng mà mới nói hẹn hò thôi là thấy là hết nửa tiếng
Ok, để giải quyết vấn đề hẹn hò hôm nay đi. Các bạn nên đi tư vấn đi. À, nên tư vấn à, nếu mà không biết. Bây giờ các cốt khóa 5, khóa 4 đang vô giai đoạn tư vấn. Có nghĩa là một tuần tới 6 ca lận. Một tuần 6 ca nhiều lắm. Miễn phí. À, bạn vô các bạn được các cốt hỏi tư vấn. Rồi sau đó mình tư vấn tới ngã ngủ thôi. Có nghĩa là qua tư vấn 2 tiếng đồng hồ cho một ca. Đi về mà thường là chị tư vấn xong là các bạn không còn câu hỏi nào hết, ai cũng vậy hết, tư vấn xong là không hỏi còn câu hỏi không, em không có câu hỏi gì hết, là biết cái đường đi rồi còn hỏi gì nữa. Cho nên các bạn tranh thủ vào đăng ký tư vấn với lớp code đi. Thì code khóa 5 có khoảng hơn 10 bạn đã thanh toán tiền xong hết rồi, các bạn được vô khóa 4 để ngồi nghe, thì các bạn vẫn rất là thích để ngồi nghe. Và có một số gọi là cái thông tin này mình sẽ báo sau, nhưng mà cái số lượng mà đăng ký để cho tham gia có khóa 5 là gần 30 người, trong đó có 10 bạn là thanh toán đầy đủ và được đưa vào trên 10.000, và thì nó còn khoảng 30 chỗ slot, 30 cái chỗ trống để các bạn đăng ký từ đây cho tới cuối tháng 6, cuối tháng 6 năm nay. Tại vì cái khóa 5 nó bắt đầu từ khóa 7, là tháng 7. Và nếu mà bạn đăng ký, bạn có thời gian dài thì để đăng ký. Nhưng mà tới thời điểm nào mà chị đủ 60 người, ví dụ như tới tháng 3 mà 60 người đã đăng ký code thì chị sẽ đóng lại, sẽ không nhận nữa, nhưng mà không có sao, sẽ ra thông báo. Nhưng mà chị nghĩ lai ra từ đây tới cuối tháng 6 thế nào cũng danh sách nó cũng đầy. Chị đoán là tháng 4 nó sẽ đầy. Rồi. À đúng rồi, nói lại là rất nhiều người fan của mình đã giới thiệu cho các chị, anh chị mà chưa từng biết tới để vào tư vấn, họ cũng nhận rất nhiều giá trị lắm. Cho nên mình cũng cảm ơn các bạn đã giới thiệu một hai bác tới đi gặp chị Biên mới được. Ok. Cho nên rất nhiều người mới, rất nhiều người tư vấn họ mới, trong khi các bạn không coi mình lâu rồi, các bạn không không có biết. Thành Phan, em là người có một chồng hai con, trời dài dữ gì hả, một chồng hai con, chúng em sống với nhau năm thứ 8, chồng em kỹ sư xây dựng, là một người từng có một đời vợ mà một con trai, khi cưới nhau bố mẹ em phản đối vì bia rượu, rồi cuối cùng em đến với nhau vì thương em. Ok, có một cái bàn nào đó, cái bàn hành pha thì mình trả lời sau, nhưng có một cái bàn nào đó, nói chung á là bàn cưới, rồi sau đó bạn gia đình phản đối, cuối cùng cưới nhau, anh này là một, rồi sau đó thì xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng thì bạn là người ngoại tình, rồi cuối cùng á là ly hôn, nhưng mà có vẻ như anh chồng không có chịu. Nói chung đây là một cái ca mà bạn nên vào, xin vào tư vấn. Các bạn liên hệ chị Diễm, Diễm Trương, Diễm hay đăng, Diễm hay đăng liên tục, là tại vì, nhưng mà có một tin, một là sắp tới chị Biên có hai ca tư vấn, cái tin đó nó giống như là từ năm ngoái vậy, mình nói đổi là đi, nói là tháng 3 có hai ca, tháng 4 có hai ca, chứ em đăng vậy người ta tưởng là cái tin này nó hết giá trị sử dụng rồi. Hai bạn đi này chị Diễm, cái ca này là nhất định phải vô cái tư vấn chứ. Nói trong đó 2 tiếng đồng hồ chưa chắc đã ngộ ra để biết hướng đi của mình nên làm gì. Chứ mà giờ mà ngồi hiện là hay live stream mà để chị tư vấn được. Nhưng mà cái mục đích của hôm nay là không phải như vậy. Khi nào để chị tư vấn thử một ca cho các bạn ha. Có nghĩa là khi nào lên đây tư vấn này. Để các bạn ngồi nghe một ca tư vấn như thế nào.
rồi chị gì đó, em không có tiện kêu tên, mất công lại là chồng là nghe rồi bên nhà chồng nghe nữa. Cái tính bảo đảm tuyệt mật ở trong coaching nó quan trọng lắm, cho nên các coach phải ký là đồng ý là khi mà không có được tiết lộ các chi tiết của thân chủ ra ngoài, mà mình lên fanpage mà các bạn nhắn tên dùng tên thật hỏi nó mới ghê can đảm dữ. Các bạn có thể đặt câu hỏi gửi vào trong fanpage để nhờ trong fanpage họ hỏi giùm cho cũng được, nên giấu tên mình đi tại vì nó không hay đâu. Rồi ok, cảm ơn Teresa, câu đó đưa vào tư vấn nha. Chị Viên ơi, có nên hẹn họ nhiều chàng cùng lúc hẹn họ luân phiên không à? Mình hẹn họ mình đi ăn đi uống được, nhưng mà khi mình cam kết với một người nào đó, mình đã nói là mình cam kết rồi mà, khi mình đã nói là mình bắt đầu một mối quan hệ thì mình sẽ ngưng các mối quan hệ khác. Cho nên cái chuyện đó cũng rất là dễ để xử lý. Khi muốn giữ chồng lại với gia đình để chồng chọn gia đình thay vì duy trì mối quan hệ với cả vợ và người thứ ba thì nên mình mỏng, yêu thương hay là để chồng cảm nhận sự mất gia đình à? Nên câu hỏi đó hay á. Gần đây trong những ca tư vấn mà trong các cốt cũng vậy luôn á, đang có những tình huống như vậy. Thì nó không có so lịch là em thả để cho ảnh làm gì anh làm, mà cũng không có hướng là kiểm soát, mà nó đi theo hướng chung chung, nó giữa giữa mình làm vợ mình có những cái quyền gì và anh phải thỏa mãn những cái quyền gì, những cái trách nhiệm gì trong gia đình, rồi từ từ mình hướng người chồng mình quay về nó và bạn cũng phải hiểu như hồi nãy quá trình hẹn hò, người chồng đi ra ngoài ở tháng thứ mấy, nếu mà anh ta yêu cô đó ở tháng là mới tìm hiểu 2 tháng đầu mà hai người đó thích nhau á, thì có thiên lôi xuống họ cũng không có nhã, thiên lôi xuống họ cũng nhã, họ anh ta sẽ tìm mọi cách thoái thác để đi gặp, tại vì nó thúc đẩy mà, bản năng nó thúc đẩy, thiên lôi xuống cũng nhã, 10 chắc 10 chị Biên luôn tư vấn người ta cũng nhã. Thì mình phải biết cái mối quan hệ nó đang ở tình huống nào, nhưng mà qua 1 năm á, thì hoặc là qua vài tháng thì người chồng mình á thì có thể dùng được cái não để suy nghĩ á. Thì lúc đó mình nương theo đó mà mình đưa anh ta quay về, mình siết từ từ, bạn phải siết, có nghĩa là đương nhiên là mình sẽ lấy tình cảm để mình cảm hóa ảnh, nhưng mà mình cũng thả rộng được, có nghĩa là ảnh muốn đi đâu anh đi, anh muốn về giờ nào cũng được, không có, mình cũng phải có những cái sự trách nhiệm của người vợ, nhắc nhở của người vợ, hai người dây ngay nhau là cái chuyện đương nhiên, có những cái xung đột là đương nhiên luôn, và mình hãy coi cái chuyện đó hiển nhiên, đừng có nghĩ rằng là hồi sáng nói chuyện là nói về tiêu cực và tích cực tư duy. Thực ra là khi mà ra cái lớp tiêu cực tích cực đó, thì khi mà mình nói chuyện với sư phụ mình á, thì sư phụ nói là tiêu cực tích cực đó, nó là hai mặt của vấn đề thôi, hai mặt đối lập của một vấn đề thôi, tiêu cực nó chưa hẳn là cái sự xấu, nhưng mà toxic đó là mới xấu, có nghĩa là bạn phải phân biệt ra ba cái. Trong cuộc đời nó có cái tích cực, tiêu cực. Tiêu cực là nó đi ngược lại thôi, nhưng mà chưa chắc á, là nó xấu, có nghĩa là lúc mình vui nhưng mà có lúc mình xìu, có lúc mình khỏe nhưng mà có lúc mình nó không có năng lượng, thì không có năng lượng đó nó là tiêu cực. Nhưng mà cái na cái tiệp đó nó đi theo chiều hướng xuống á, nó không có nghĩa là toxic, nó không có core hurt, nó không làm người ta tổn thương. Ví dụ như lâu lâu mình buồn thì mình buồn thôi, mình có tổn thương ai đâu, nó chẹt thằng tay nào đâu, thì cái tiêu cực đó nó không là vấn đề, mà cái tiêu cực đó nó đi xuống để nó bắt đầu nó lấy đà, nó đi lên tích cực, thì đó là hai mặt của vấn đề thôi. Nhưng mà đó là khi mình nhìn nhận một vấn đề thì mình coi là cái gì nó thật sự toxic. Còn cái việc hai vợ chồng có những cái cuộc nói chuyện với nhau về vấn đề là ảnh chưa làm tốt cái vai trò của vợ người chồng, khi anh đang có vợ và anh có 2 con, anh không thể nào anh đi ra ngoài anh chụp hình với họ được, ví dụ như vậy. Hoặc là bên kia không thể đăng hình với anh được, hoặc là hai người không có thể check in một nơi được, ví dụ như vậy. Và cái chuyện đó nó sẽ căng thẳng, tại người chồng không muốn nghe,
Nhưng mà đối với mình á, mình coi đó là một một cái sự tiêu cực, nhưng mà nó không toxic, nó là một cái cuộc cách mạng đang chỉnh sửa hôn nhân của mình. Thì trong cuộc sống cũng vậy, do là cứ cứ bạn nghĩ rằng hễ là tiêu cực là không tốt rồi, cho nên bạn không hạnh phúc là vậy đó. Tại vì có những lúc đâu phải lúc nào mình cà tăng cà giật vui vẻ hớn hở đâu, có những lúc người mình nó chùng xuống á, thì cái tiêu cực đó nó làm cơ sở, nó là cái sự trung hòa. Cái năng lượng giữa tiêu cực và tích cực nó là hai mặt đối lập mà, nó có lúc này thì nó có lúc khác đó. Thì mình nghĩ lúc đó mình cần nghỉ ngơi, và mình nghĩ cái chuyện bình thường, cả tháng này mình cà tăng cà tạo bật rồi mà bây giờ mình xìu xìu xuống là bình thường, hạnh phúc như thường, vẫn an nhiên, vẫn bình an như thường. Cho nên lúc đó là bạn thấy bạn là người hạnh phúc. Còn nếu mà bạn nào mà quá cực đoan về cái sự tiêu cực và tích cực á, là bạn sống cỡ nào rồi bạn thấy cuộc đời bạn cũng không như ý hết. Tại vì có những giây phút như vậy á, và bạn nghĩ là không không đa không đa đạt quá đi chứ. Thì có những lúc chị buồn hay tới tháng người tâm mút nó xuống thì cũng than thở, nói khi mà mình gửi tin nhắn ra mình than thở, mình buồn, các tin nhắn quay về đó em sung quá mà nghỉ ngơi chút đi. Ủa nó sao biết em sung hay ý người mình năng lượng nhiều á. Không ai gọi là vỗ về, hay là không có ai vỗ về chị Viên để mà nói là ô ngày mai trở lại sáng vui lên đi em, không có. Nói mà em sung quá mà, cho nên lâu lâu nó xìu xìu á là bình thường quá đó. Đó là câu câu vỗ về của mấy anh đó. Mình đâu mình cũng mắc cười nó trời rồi. Thì đó là tiêu cực, là tích cực và toxic. Quay lại cái chỉnh sửa hôn nhân, cái việc mà bạn có chạm trán với chồng, bạn nói những cái câu hai người có thể không vui đó, là nó cũng là bình thường trong quá trình mình chung sống để mình làm mọi thứ nó tốt hơn. Mình không tránh những cái cuộc nói chuyện đó. Và mình cũng phải gò anh ta về, anh ta gò về. À, không phải người đàn ông khó để người ta quay về đâu. Khi bạn thay đủ đủ mạnh đó, khi bạn đủ có đủ sự sự ảnh hưởng tới người khác thì người ta tự nhìn nhận lại, nhưng mà không phải bằng cái ngôn từ mình không nha. Mình phải là ra một cái phiên bản nó cực kỳ ngưỡng mộ cái người chồng của mình đó, cực kỳ nhẹ nhàng á thì ảnh quay về thì đơn giản. Thì đó là vấn đề hôn nhân, và một trong vấn đề chỉnh sửa hôn nhân mà các bạn bị dính cái hình đó, có nghĩa là tư tưởng của bạn, tư duy của bạn nó bị, gần đây mình ngồi mình gỡ những cái này nhiều đó, và bắt đầu bây giờ mình thích ngồi gỡ những cái nha, có nghĩa là bạn bị dính hình trong tư duy. Bạn nghĩ khi bạn có chồng như vậy và chồng ngoại tình đó, thì bạn nghĩ rằng là để xây dựng một cái hôn nhân á, nó cần bạn phải khi mà quay dựng hôn nhân thì bạn đi tập yoga nè, bạn xinh đẹp hơn, bạn đi sửa sắc đẹp, bạn đi uống tóc, nhuộm tóc, highlight, màu hạt dẻ, các kiểu, và bạn dính hình ở trong cái lời khuyên đó. Lời khuyên đó đúng là mình nên đi làm cho mình đẹp hơn. Mình làm cho mình đẹp ấy, để mình ở đâu đó mình bớt quá tập trung vào cái người chồng là một. Cái đó quan trọng lắm, tại vì chị nói bạn nào mà muốn ly dị dễ lắm, cứ nghĩ làm đi, ở nhà đi, người phụ nữ ở nhà chậm thời gian là muốn ly dị chồng à, tại chán. Còn khi bạn đi làm ấy, thì cái sự tập trung đó nó bớt, cho nên những cái vấn đề mà hôn nhân mà bạn người phụ nữ mà nghỉ nhà, chỉ cần nghỉ nhà 6 tháng thôi là 6 tháng sau là người phụ nữ đi tới làm chuyên gia tư vấn rồi đó. Tại vì bạn chiếu tướng ông chồng, bạn không bằng thì tập trung vào mình, là mình đẹp mà là mình khỏe, để cho tinh thần mình nó vui vẻ, để mình balance cuộc sống là tốt. Nhưng mà đó không phải là cái cách để bạn gọi là làm cho tình cảm hai người nó tốt. Đừng có bị dính hình, đừng có dính hình, cái nào nó ra cái đó.
để cho cái hôn nhân của bạn với chồng bạn nó tốt hơn á, chính là cái sự bạn trân trọng và tôn trọng ảnh, trân trọng và tôn trọng ảnh. À, nếu mà không trân trọng và không tôn trọng, mà nếu người chồng không thấy ở đó thì bạn có sửa muôn đời nó cũng không bao giờ nó ra hết, sửa muôn đời nó không ra. Cho nên tập trung cái phần đó, tập trung vào ngôn từ của mình nói chuyện làm sao với chồng uốn lưỡi 7 lần trước khi nói chuyện với chồng, hoặc là thà đừng nói, thà đừng nói. Phải để hiện cho người chàng ông của mình thấy mình rất là trân trọng và tôn trọng ảnh thì cái mối quan hệ của bạn nó sẽ đẹp. Còn về ngoại hình, về sửa sắc đẹp hay là mọi thứ đó, ở chỉ nó bề ngoài nó giúp bạn về năng lượng thôi, chứ nó không giúp cho cực chỉnh sửa hôn nhân. Nếu chưa sẵn sàng thì mình chưa vội có con vội phải không chị? Vì tụi em còn trẻ, 25 chưa 35. Thì nếu mà 25 chưa 35 á, khi nào các bạn cưới thì các bạn có con, đã cưới rồi là có con. Có nghĩa là bạn có thể chờ một thời gian để hai người tìm hiểu, đi chơi. Nếu mà bạn có những cái chuyến du lịch, ví dụ như cưới xong có 6 tháng là đi, có 1 tháng là sau qua Mỹ, sau có 2 tháng là sẽ đi qua châu Âu, rồi sau đó về sẽ đi vô thiền Vipassana 10 ngày các kiểu, bạn có kế hoạch trong vòng 1 năm bạn enjoy together, thì bạn chờ từ từ có con. Còn mà cưới xong mà 2 thằng mà sáng ăn mà chiều đi về gặp mặt nhau thì làm ơn có con sớm giùm cái, là rảnh quá mà, không lẽ rồi ăn rồi cứ dắt đi uống trà sữa, thì lúc đó có con chờ gì nữa, có kế hoạch gì vui đâu mà chờ 1 năm cho nó chán nản ra, nó e chè, nó be chè ra, hiểu không? Cho nên đó là bạn cưới, cưới xong là có quyền có con rồi, tại vì mình đã rất là danh chính ngôn thuận để có con rồi, không phải chữa hoang như là thì màu. Cho nên mà người phụ nữ mà chưa từng có con nào thì cái việc bạn có con đó, nó quan trọng hơn có chồng, nó làm cho bạn hạnh phúc hơn có chồng, nó làm bạn đầy đủ hơn. Cho nên là cưới xong mà có cơ hội là có con liền, không cần chờ, không cần chờ. Nhưng mà nếu mà đã có kế hoạch là đi vòng quanh thế giới 1 năm về mới cưới, à, thì đi đi rồi về rồi cưới, à, về rồi có con. Dạo này mình bỏ bỏ cái tật liếm môi rồi, mình không còn liếm môi. Có cái bạn nào coi những cái like trước là mình ăn rồi cứ liếm môi, bây giờ không, bỏ ra. Nhiều câu hỏi về tư vấn quá ha, các bạn vô đăng ký tư vấn đi. Vô tư vấn đăng ký, tuần vừa rồi có một ca rất là rùng rợn, là các cố hết cả hồn. Cái bạn này bạn đòi tự tử và bạn còn đòi đi giết người cơ, mà thật mà nó thiệt á chứ không phải là nó giỡn đó nha, là cái cố ngồi tư vấn mà tao nói. Em chào chị Viên, em mới biết chị. Trời ơi, hôm nay thật sự là cái ca cái like này là cái ca tư vấn ha. Mình muốn cho các bạn vài cái tip nữa để trước khi bạn mình đi tưng ca. Các bạn đợi một chút nha, mình cho các bạn vài cái tip nữa, sống nữa để vô nghe like, để đem cái gì về xài, chứ nghe xong rồi không đem gì về xài hết, mất thời gian. Em đợi chiều chuyện chút, chị sẽ trả lời những tình. Ô, các bạn có nhiều tình huống, có nhiều câu hỏi quá ha. Cái hàng chi cái nhóm mà tư vấn miễn phí á, lúc nào cũng có người xin vào, các bạn bị vấn đề nhiều quá mà sao không không thấy đi tìm tư vấn. Đăng ký vô nó đang miễn phí mà, đang miễn phí, đăng ký giành giật chứ. Các bạn đóng tiền mình á, nhiều lúc mình cũng tại vì cái lớp code là mình bắt buộc mình phải theo đúng không, tại vì mình đang huấn luyện mà, thì mình không có lựa chọn nào khác. Còn mà tư vấn riêng á, mà nhắn tới mà để mình tư vấn riêng cho các bạn á, thường mình hay từ chối lắm tại không có thời gian á. Các bạn trả 2 triệu một tiếng á, mà chị cũng không 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 tư không 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 có thời gian để mà tư vấn đó. Có nghĩa là chị Biên ơi, tư vấn cho em 2 tiếng thì thôi, em nói ngắn 1 tiếng. Làm gì mà cần tới 2 tiếng gì, mà bạn nào đòi 2 tiếng á, nói ngắn ngắn giùm nào chút.
giải quyết vấn đề được là được thôi. Cho nên là các bạn có nhắn mình tư vấn đôi lúc mình cũng không có thiết tha lắm đâu, nhưng mà lại khuyến khích các bạn vô tư vấn miễn phí là tại vì mình muốn là trong lớp code nó có tình huống lâm ly bi đát để các code có cơ hội thực tập, và cái giờ đó là cái giờ mình lên lớp bắt buộc mình phải vô. Mà nếu không có ca tư vấn hay á, thì cái ca tư vấn mà em mới quen anh ấy rồi bây giờ em phải làm gì, em mới biết có một tuần thì cái đó tư vấn làm gì cho nó mất thời gian. Nhưng mà những cái ca mà tuần sau tụi em cưới rồi, nhưng mà cái hôm nay nó xảy ra chuyện này thì cái đó là rất cần. Rồi, ok, có cái tiếp khác ha. Trong cái chờ hôn nhân mình cũng tư vấn là hẹn hò mình nói rồi, cũng những cái điểm chính của hẹn hò cũng nói được rồi, để coi có câu hỏi nào về hẹn hò. Các cô mà thấy có cái gì hay hay các cô cũng có thể cho chị hay nha, tại vì nhiều lúc nhắn nó cứ tin nhắn nó chạy, nếu mà thấy nó cấp bách quá thì mở mic lên nói. Trời, nhiều câu tư vấn này chắc 4 tiếng mới xong. Tư vấn 2 tiếng hồ sau hết câu hỏi tình huống này. Trước giờ mình hay tư vấn qua từng cá nhân, bây giờ mình bỏ luôn, tại vì nó vô cứ lập cập mà không có nói liền á. Mình thấy mình thôi để chia sẻ sau đi, ai muốn nghe thì nghe sau đi. Chết rồi, em 33 tuổi rồi. Nói chung á là có càng sớm càng tốt, có con á, đừng có để trễ. Rồi có code nào muốn phát biểu gì không? Cái lớp học mà 7 ngày đó nhiều người đăng ký lắm, nhiều bạn đăng ký lắm, mình cũng đang vì cái lớp đó mà khiến mình bận là mình suy nghĩ mình soạn bài á. Để coi ở ngoài có cốt nào muốn phát biểu gì không? Cái tiếp sắp tới là gì ha? Mình nói về cái về cái nữ tính á, hồi nãy á, có bạn nói là mình cũng nói luôn á. Để mình ra ngoài tường fanpage mình coi các bạn đang quá trời luôn nè. Em và anh đã ly hôn, em nuôi 2 con anh và cũ nuôi. Em và anh đã ly hôn, em nuôi 2 con anh và cũ nuôi, quen gần 2 năm. Em vẫn biết là cảm nhận tình yêu anh dành cho em, dắt em về nhà anh, đã tính đa duyên sẽ cưới. Anh muốn có con, em thì không, vì em thấy kinh tế 2 đứa chưa dư dả, chỉ đủ qua ngày, nên em rất lo sinh con, cho nên em xin ý kiến về con chung anh chị nhiều. Ok. Cái đây là trong tình trong em phải biết nè, bạn nào đặt câu hỏi, chị không có tiện kêu tên tại chị muốn bảo mật cho các bạn á. Em hỏi như vậy có nghĩa là khi mà anh muốn có con đó đó là trong giai đoạn 2 người yêu nhau nồng nàn, bạn đang trong cái mối tình yêu đẹp á, bạn mà không muốn có con á, bạn cứ kéo dài thời gian đi, qua 1 năm là ảnh bạn đang nghĩ ảnh có con, ảnh có, tại ảnh đã có 2 đứa rồi, ví dụ như vậy. Hoặc là cái sự muốn đó nó giảm bận dần bớt đi. Nhưng mà 2 người khi mà
hai người khi mà mình đã ly hôn và mình về mình xây dựng một gia đình khác thì vẫn nên có con, tại đó là tài sản chung của hai người, đó là giá trị trong hôn nhân, nó gắn kết hai người hơn, nó có cái gì đó để hy sinh. Cho nên việc nên có con chung, nên có con chung, và con nhiều là tốt mà, con nhiều là tốt, đâu có vấn đề gì đâu. Cho nên em nên sinh một đứa nữa nếu mà em khỏe, ảnh khỏe, thì đó là câu hỏi cho một bạn nào đó ở ngoài fanpage. Cho anh xin tiếp đi để sống đời sống rực rỡ, sống như chị Biên. Cái bạn đi theo mình hoài, bạn cũng nắm được cái tinh thần của mình mà. Mình để mình chuyển hóa một người á. Gần đây có hai câu chuyện này thì bạn bạn nghe bạn suy nghĩ sao nha. Có hai câu chuyện này, có một chị á, là chị là cũng là một coach, nhưng mà chị rất là nể mình. Chị nghĩ mình là một người mà có thể cảm hóa được cả thiên hà nha. Cảm hóa được cả thiên hà. Đợi chị một chút nha, chị có cuộc gọi em dâu. Hello, mình đang ở Việt Nam không biết có bị trục trặc. Hello em, Có rồi sao em? em bảo rồi. Mọi người trong Zoom có nghe gì không? Ôi trời trời ơi. À để coi mình kể hai câu chuyện. Kể hai câu chuyện. Gần đây, à cái chị đó. Xong chị có một người em. Thì người em này có nghĩa là bị mất thăng bằng và tâm lý nạn nhân và hay đổ lỗi cho người khác. Nói chung đó là cả nhà đều không vừa lòng với những hành xử của cô ấy và nghĩ rằng là chị có thể tác động lên chị ấy, cái bạn ấy. Nhưng mà không, khi bạn muốn thay đổi cái chị đó đó, đứng ở vai trò chị ấy, làm chị ấy, chị ấy muốn thay đổi người em đó đó, thì chị ấy phải có một cái năng lượng an lành. Thì nếu mà muốn ảnh hưởng về trí tuệ thì chị ấy phải có một cái năng lượng trí tuệ và nói về cái sự bình an nhẹ nhàng á. Thank you. Có trai hôn về chắc đã nha. Thank you Nathan. Mọi người còn nghe mình không thấy ai nói gì hết, tự nhiên mình sợ là không còn nữa. Nhắn ở bên tin nhắn cũng được. Thì nếu bạn muốn ảnh hưởng con của mình để cho con mình thay đổi tốt đẹp thì mình phải có một cái năng lượng, nếu muốn nó là người nhẹ nhàng bạn phải có một cái năng lượng nhẹ nhàng, nếu con mình trí tuệ bạn phải có năng lượng trí tuệ, nếu mà bạn muốn con mình yêu mình thì bạn phải có một năng lượng tình yêu, để bạn chuyển hóa người khác bạn phải có năng lượng đó để bạn chuyển hóa theo cái hướng mình họ mà họ đang cần. Thì nếu mà chị ấy không có đủ tu tập, không có đủ gọi là bản lĩnh, không có đủ nhẹ nhàng, bình an, tình yêu đủ lớn thì làm sao chị chuyển hóa được con, đứa em của chị nó đang bị vấn đề như vậy. Tại vì chị nói là chị kêu nó đi tư vấn chị đi mà nó không có nghe. Nó có vấn đề, nó không có nghe, nó không có vấn đề gì cả. Là tại vì á, nó nhìn chị và nó nhìn nó thì hai người có khác nhau gì đâu. Mà bây giờ ví dụ như chị sống an lành quá, chị nhẹ nhàng, chị bình an quá, chị không bao giờ trách nó. Cho dù nó buồn vậy thì chị sẽ hỏi là em có sao không? Em có cần giúp gì không? Thì cái điều đó mới là chuyển hóa nó được. Chồng mình cũng vậy, con mình cũng vậy. Mình muốn chuyển hóa chồng của mình đó, thì mình phải có cái năng lượng đó. Thì ảnh mới nghe mình. Ví dụ như mình nói anh nhẹ nhàng một chút đi. Nhưng mà cái cuộc sống của mình á, nó không đủ sức để là model cho anh ta nhìn thì anh ta sẽ không có lắng nghe, không nghe lắng nghe mình được. Cho nên mình muốn có cái điều đó thì mình phải có cái năng lượng đó.
mình muốn thay đổi trí tuệ ai đó, mình phải có năng lượng và trí tuệ thì mình mới mới có cái sức ảnh hưởng tới họ. Thì đó là cái cuối câu chuyện, cái số 1. Câu chuyện số 2 là có một sư thầy, mình hỏi sư thầy á là mình muốn một người tốt đẹp á, thì ngoài cái cách gì là tốt nhất để cho người đó, mình có thể làm cho người đó, mình thương yêu một người mà mình muốn cái đời sống người đó tốt đẹp, thì cái cách nào làm điều gì là hiệu quả nhất. Ví dụ như cầu nguyện thì sư thầy nói là không, cầu nguyện nó không có, nó không đem lại cho người đó tốt đẹp hơn, mà chính cái sự an lành từ bên trong mình đó, cái tình yêu từ bên trong mình đó, mặc dù á nó không 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 chuyển qua cái người đó một cách trực tiếp, nhưng mà đó là cái cách để người đó tốt đẹp hơn, đó là cái cách để đời sống người đó tốt đẹp hơn. Và nếu mà xung quanh người đó có 1.000 người như mình và 1.000 người xung quanh đều tốt đẹp như vậy thì đời sống người đó rất là tốt đẹp. Thì đó là hai cái tình huống để cho bạn hiểu là làm sao để bạn thay đổi một con người, làm sao bạn chuyển hóa, bạn thay đổi họ được không được, họ có tin tưởng bạn không có, họ có trust, họ có nghĩ rằng là bạn là có một cái gì đó mà họ họ lắng nghe mình khuyên không, có họ có lắng nghe mình khuyên chứ, nhưng mà với điều kiện là mình làm được những điều đó, thì đó cũng là một cái suy nghĩ cho bạn về suy nghĩ. Mình thì mình thấy đúng, có nghĩa là mình hãy sống tốt đẹp. Rồi trong trong phòng Zoom có bạn nào muốn nói gì nữa không? Muốn phát biểu hồi nãy giờ có rút ra được bài học đó, đúc kết gì không? Các bạn không cần có cũng được, các bạn thử nói. Các bạn nào có câu hỏi về những cái điều chị mới nói không? Hay là vừa nói không? Các bạn mà đăng ký lớp 7 ngày á, các bạn đừng nhắn tin riêng cho mình, nó có một cái nhóm toàn lập rồi đó, để đưa bạn vào nhóm, tại vì không lẽ cứ tới ngày đó tới 300 bạn đăng ký rồi đi tìm từng bạn để trả lời cái ID, cái password Zoom vào, cho nên là họ gom bạn vô một nhóm để thứ nhất là đếm đầu người để mà mở cái vòng Zoom nhỏ hay lớn. Ví dụ 500 người thì mở cái vòng Zoom 500, mà 300 thì mở vòng Zoom 300. Muốn hết cao, muốn đầu cái đếm vào người, rồi muốn là có cái chỗ để gửi ID bằng password vô, thì là lập nhóm là như vậy. Còn nhắn riêng cho chị thời gian đâu chị trả lời, đừng nhắn riêng, muốn nhắn thương yêu thì đừng nhắn riêng, tại vì muốn nhắn tư vấn miễn phí thì nhắn cho chị Diễm, muốn nhắn mua bài học trên website thì nhắn vào fanpage, còn muốn mà nhắn cái lớp học 7 ngày á thì theo cái hướng dẫn ở trên fanpage, mà là kêu bạn join vô cái nhóm nào thì bạn join vô đó là được, rồi sát ngày thì sẽ gửi ID, hoặc là thôi kêu toàn gửi sớm đi để cho các bạn khỏi phải trông ngóng, cứ tới ngày đó vô học thôi. Ok. Em chào chị Vi, em mới biết chị em, và em nói mọi người nghĩ lạc hướng rồi, anh ở nước ngoài quen nhau 2 năm. Bây giờ em có cảm giác baby, có baby. Trước đó anh nói năm nay làm hồ sơ đón em, vậy mà bây giờ em nói chuyện như thế nào để làm hồ sơ nhanh chị ạ? À? Có baby có qua nhanh được không? Tình hình của em chưa kết hôn và chưa biết em có baby, em rất là hoang mang.
Em đâu có sai gì đâu mà em lại lo lắng như vậy. Tụi em quen 2 năm và tụi em có con thì em cứ nói, trừ khi mà ảnh chưa muốn có con mà em có muốn có con thì mình có một chút lo lắng, là tại vì mình âm thầm mình làm một mình á. Còn nếu mà 2 người mà quen nhau mà có con là chuyện tốt mà, thì ảnh về thì dù sao đi nữa khi mà làm giấy tờ mà có con á là chắc chắn người ta test DNA, chắc chắn người ta sẽ test, và cái chuyện đi nó cũng dễ, và tại vì có đứa con nó chứng minh cái tình yêu rồi, họ khỏi phải nghi ngờ là đây là kết hôn giả, thì nó sự thuận lợi. Thì em cứ đợi ảnh về rồi em nói chuyện với ảnh thôi, rồi anh làm giấy tờ rồi đi thôi. Nhưng mà quen 2 năm thì cảm xúc nó cũng vơi bớt rồi đó. Tuy nhiên không phải là cái chuyện của em nó kết thúc, có nghĩa là hết cảm xúc rồi là cái mối tình của em nó tàn, không có. Nó có thể chuyển qua một giai đoạn khác. Anh ta có thể là lo lắng em ở mức độ khác, nhưng mà đối với bản thân của em cảm nhận á, là cảm nhận cái tình cảm nó tuột, nó không còn như ban đầu. Nhưng mà em là nghĩ là tình cảm này nó hư rồi, cho nên em đang lo lắng nó không hư. Nó không hư được. Nếu như mà em vẫn có người đàn ông đó và em vẫn có con với nhau và em chuyển cái mối quan hệ thành gia đình, thì nó không phải là điểm kết thúc, nó không phải là điểm kết thúc để cho em lo như vậy, cho nên đó là cái mối quan hệ đó dài dài á, nó chưa chắc là nó đã đi tới cái chỗ gọi là không còn cảm xúc, mà là do bên trong của bạn nó có vấn đề về cảm nhận về cái mối quan hệ á, bạn thấy nó không còn như xưa là bạn nghĩ nó có vấn đề, và khi đó là bạn bắt đầu hành xử sai. Và không đâu phải có mình bạn đâu, có nghĩa là đâu phải mình bạn nhìn cái mối quan hệ mình nó có cái gì đó nó không bình thường đâu, mà bên phía người đàn ông người ta cũng cảm nhận vậy, có nghĩa là ngày xưa sao thích cô này mà sao bây giờ nó cũng không cần thiết với vậy, không cần cứ phải phải trả lời tin nhắn liền hay là phải gọi lại liền, từ từ đi mà, chờ đi mà, đang bận mà, ví dụ như vậy. Cho nên á, nếu mà bạn hiểu cái quy luật á, cái đời sống của một mối quan hệ nó ngắn dài, và biết lúc nào nên tập trung vào cái gì á, nó rất khỏe, đời sống bạn nhẹ nhàng. Ví dụ như 2 năm rồi vẫn quen anh ấy, vẫn cưới anh về, thì mình hiểu cái nhàn nhạt đó là bình thường. Và nếu mà anh có không trả lời cho mình á, nó cũng bình thường, mình không có nổi giận. Và mình cũng không có thấy đau đớn là mình làm cái gì sai để mối quan hệ này đi xuống. Cho nên á, cái tâm lý ở phía trong á, nó quan trọng lắm. Rồi. Anh có con nhưng chưa đề nghị để em gặp con ảnh. Em nên chủ động, chờ chủ động hay là tự đề nghị gặp bé à? Hẹn hò 9 tháng rồi. Thì khi mà em có con riêng với nhau á, thì cái việc mà gặp bé á, nó về phía đàn ông á, nó có nhiều vấn đề lắm. Bà anh có thể cho bạn gặp cha mẹ ruột nhưng mà lại không cho gặp những đứa con, là tại vì những đứa con họ hiểu con của họ bị tổn thương hay là chưa có phải là giờ thời gian tốt nhất, hoặc là bé đã có những cái phản ứng gì đó nó không tốt, cho nên họ giấu con của họ luôn, họ không không cho gặp. Nhưng mà quan trọng của mình á, là cái tình cảm của ảnh dành cho mình, gặp hay không gặp nó không quan trọng đâu, không quan trọng là phải gặp con đâu. Nhưng mà gặp mà ví dụ như tới cam kết á, gặp cha mẹ qua này á, là nó cần thiết để mình biết cái sự cam kết của người đàn ông tới đâu. Còn con từ từ, tại vì bạn không biết bao nhiêu cái lý do phía sau mà ảnh không cho bạn gặp con đâu, tại nó liên quan tới vợ cũ, mà liên quan tới vợ cũ nó phức tạp á, không thể giải thích được. Giải thích thì cũng được á, chứ đâu khó gì để không giải thích được đâu, nhưng mà không không ai đủ kiên nhẫn để ngồi để giải thích cho bạn hết. Tại vì cũng đủ kiên nhẫn để ngồi giải thích, nhưng mà những vấn đề nó sensitive, nó theo tình huống là nó không có vui, cho nên họ họ nghĩ không cần thiết, mà khi họ nghĩ không cần thiết thì họ không làm, và cũng không nói, cũng không đề cập luôn. Ok, có cốt nào muốn nói gì không? Mình thấy các code học kiến thức thì được, nhưng mà khả năng diễn đạt á là hơi bị yếu á.
Chắc phải tập nhiều trong cái lớp ôn bài hay gì á. Diễn đạt chưa có mạch lạc và chưa có trọng tâm. Ok. Còn cái nhờ còn 7 cái tiếp sống đây mà, để coi làm gì tiếp đây. Có ai muốn nói gì không? Các bạn ngồi trong Zoom này nè. Gặp mình rồi nè. Bật mic lên nói. Nói để chị Biên ngồi, chị Biên tăng măng làm việc khác. Chắc fanpage các kiểu để coi bạn nhắn gì. Có khoảng hở giữa. Cảm ơn. Ok em. Trong phòng Zoom hiện tại Thu Hà lúc mình về Việt Nam, Thu Hà có bay từ Hà Nội vô, bây giờ vô lớp code rồi, ngày nào có tuần gặp 3 buổi rồi phải không Thu Hà? Thu Hà đẹp lắm nha, ở ngoài rất là xinh đẹp luôn á. Cái cốt toàn là người đẹp không à, nói chung á là ai cũng đẹp hết á, nói chung khi bạn thăng bằng á, bạn nhìn người nào bạn cũng thấy đẹp hết á, cho dù người đó không có nét bạn vẫn thấy đẹp, cái mắt mình làm như nó đổi trọng hay sao á, bạn nhìn người phụ nữ nào rồi bạn cũng thấy đẹp hết á, bạn nhìn người đàn ông nào rồi bạn cũng thấy đẹp hết á, chứ không phải là lùn rồi là không đẹp đâu, hay là cái mặt nó hơi hơi dữ là không đẹp đâu. Khi bạn thăng bằng bạn thấy mọi người đều đẹp. Nếu trong giai đoạn hẹn hò thì nên để bạn trai trân trọng mời mình qua nhà chơi trước, hay để bạn trai qua nhà mình chơi trước. Nó không quan trọng. Qua nhà mình trước hay là qua nhà anh ta, không có gì hết. Nếu mà qua nhà mình thì anh ta vác xác anh qua qua đúng không? Chứ đâu phải là anh qua nhà em đi, anh qua nhà em vào. Anh ta phải xin mình qua đúng không, mà nếu qua nhà anh ta thì anh ta phải mời mình qua. Anh ta phải trân trọng kính mời em qua nhà anh. Thì lúc đó mình sẽ đi đường đường chính chính mình đi, chứ không phải là đang đi đâu về rồi tấp vô đâu, không phải. Cho nên qua nhà ai không qua, còn quan trọng cái hành xử anh ta có tôn trọng mình không. Nhưng mà để anh ta tôn trọng mình thì trước tiên mình phải tôn trọng anh ta. Mà có lẽ là có những người đàn ông á, khi mà mới tiếp xúc á, họ không có những cái thói quen này, cho nên mình phải dạy về câu từ thuở bơ vơ mới về. Mình bằng cách là không phải chỉ cho anh ta tôn trọng mình, như là anh làm như thế nào gọi là tôn trọng em, mà mình làm để người ta bắt chước. Mình nhẹ nhàng, mình thanh tao, mình không trách móc, và mình cứ làm cho đúng lễ nghĩa thì anh ta thấy anh ta sẽ nể, rồi anh ta sẽ làm. Chứ nói chung á là dùng ngôn từ để mà thay đổi người khác là không được, phải dùng năng lượng, phải dùng cái đức của mình, đức hạnh của mình, dùng cái sự nhẹ nhàng của mình, dùng bình an lành tới từ bên trong mình, năng lực chữ chế trí tuệ tới từ bên trong mình, nó tỏa ra rồi người ta sẽ thay đổi. Lúc đó bạn mới có sức ảnh hưởng, lúc đó bạn mới thay đổi được người khác. Cho nên bạn hoàn toàn có thể thay đổi người khác, nhưng mà không dùng võ mồm, mà dùng là thay đổi mình trở thành một phiên bản nhẹ nhàng dễ thương, tôn trọng họ. Khi bạn tôn trọng họ ở mức độ tuyệt đối thì họ sẽ tôn trọng bạn ở mức độ tuyệt đối. Một câu hỏi nữa nè. Dạ em chào chị Biên. Em là một người trong đời sống phản ứng rất chậm,
người ta trêu em, hỏi em một chuyện gì em chưa kịp trả lời, thường về nhà em ở nghĩ sao? Em thường im lặng trong đám đông. Em cảm thấy trong một vài tình huống kỳ cục và khó xử, nhưng đầu óc trống rỗng. Mỗi lần ra đường ấy, gặp nhiều người chỉ có cách nào để giúp em để trầm một cách nữ tính nhẹ nhàng mà không bị trầm quá vậy hay không? Không được. Đó là cái process, cái speed, cái tốc độ tư duy của em. Nó chậm là đó là con người của mình. Cũng như các bạn mà live vừa rồi mình nói, các bạn có học thay đổi giọng nói đi thì maximum bạn có thể thay đổi là 30% thôi, chứ không phải thay đổi 180 độ được. Thì nếu mà em có thể chậm hơn á, em có thể nói là để em tư duy nhanh hơn á, thì nó có nhanh hơn 10% thôi, nhưng mà cuối cùng em vẫn là người tư duy chậm, em vẫn phản ứng chậm. Tuy nhiên á, phản ứng chậm mà người ta không ghét mới là cái mà mình hướng tới, mà phản ứng chậm mà người ta ghét, cái đó là mình tránh, đúng không? Em có thể hoàn toàn chậm, em có thể rất là ngu ngơ, nhưng mà người ta rất thương tình và rất là mến, và đôi lúc người ta còn ra sức anh hào bảo vệ mình nữa kìa. Có nghĩa là mấy đứa mày cười cái gì cười, vô duyên. Có nghĩa là ai đó đang cười mình đó, là người ta sẽ bảo vệ mình như vậy. Thì bây giờ mình làm sao, câu hỏi của em, để làm sao mà để dễ thương, để người khác thương mình? Thì để mà mình dễ thương, để cho người khác thương mình, thì mình phải cho họ cái gì đó. Mình phải cho, đặc biệt là phải cho. Nhưng mà em đã cho gì họ chưa? Cho họ cái sự vui vẻ. Nếu có tiền cho tiền càng tốt, nếu có quyền lực cho quyền lực càng tốt. Nếu có, em có là người danh phận, cho danh phận càng tốt. Nếu mà hẹn hò, còn nếu mà em có quyền lực, em cho người ta công việc càng tốt, em cho mấy thứ bự bự càng tốt. Hay nếu mà em không cho họ cái điều đó thì em cho thứ khác, em cho cái sự bình an nhẹ nhàng, cái sự ngưỡng mộ của em đối với họ. Em ngưỡng mộ họ quá, em ngưỡng mộ những người xung quanh quá, sao mọi người tuyệt vời quá, sao mọi người có thể như vậy được. Em cho những cái lời tán dương, những cái lời công nhận, những cái lời khen tưởng, cho họ cái sự tự tin. Thì mọi người sẽ yêu mến, nó quay lại là tình cảm nó sẽ đi trước, tính thiên vị nó đi trước. Còn cái tật xấu nó không quan trọng, nhưng mà tư duy chậm nó không phải là tật xấu, nó chỉ là mình chưa nhanh thôi, nó không gọi là xấu. Để khi toxic, khi nào mình nó xấu tiêu cực mà nó gây ra toxic á, mới là cái thứ mà mình cần quan tâm. Còn cái gọi là negative thôi á, nó không là vấn đề. Tại có những vấn đề á, bạn đi theo cái chiều hướng tích cực các bạn không giải quyết được, bạn phải có những cái bệnh á, bạn phải đi tìm nguyên nhân thì bạn mới giải quyết được vấn đề. Bệnh nhẹ thì bạn có thể dùng tích cực để giải quyết, nhưng mà bệnh nặng á, thì bạn phải đi tìm nguyên nhân mà mới giải quyết được. Thì đi tìm cái nguyên nhân để làm sao nó sai, nó hư để sửa, nó không là vấn đề, nó không làm bạn mất năng lượng. Cái năng lượng ở đây bạn phải định nghĩa lại là cái năng lượng để cho mình có activity, để hay là mình có feeling nó khác. Còn năng lượng của một đời sống năng thăng bằng là nó khác. Sống thăng bằng là mình sống làm sao, là mình không làm gì sai, mình Anh không hại gì đừng hết, và mình khi đó có nghĩa là mình phải lấy trách nhiệm về mình, tại vì mình không có đổ lỗi cho ai, mình không oán trách đó. Thì đó là cái đời sống nội tâm nó cân bằng. Còn về cân bằng năng lượng đó, thì nó tùy thời điểm, có lúc nó lên nó xuống, nhưng mà nó lên nó xuống đó nó gọi là tạm gọi là tiêu cực thôi, tạm gọi là nó không có năng động thôi. Nó là một cái chiều hướng khác của năng động thôi, nó cũng năng động mà năng động theo chiều hướng âm thôi. Cho nên đó không phải là thứ mà mình phải buồn, hay là thứ mình phải thất vọng, hay thiếu niềm tin vào cuộc sống, là mình chưa có hạnh phúc. Và đó là mình chấp nhận hai mặt của một vấn đề. Có nghĩa là về về triết học á, nó là hai mặt đối lập mâu thuẫn với nhau thôi, chứ nó không là vấn đề. Nó vấn đề khi nào nó toxic. Nó toxic có nghĩa là nói âm cũng được, nói dương cũng được, nó không có giải pháp, nó không có solution. Nói để mà nói thôi, nói để tổn thương nhau thôi.
thì gọi là toxic, thì không giải quyết vấn đề, nó không làm cho bạn tốt đẹp hơn, không làm cho người khác tốt đẹp hơn, thì đó thật sự cái đó mới là quote là tiêu cực, nhưng mà đó thật sự là toxic. Còn đời sống của mình tiêu cực tích cực nó luôn giao thoa với nhau, nó luôn đổi nhau, tại vì bạn bạn phải tích cực, bạn xuống âm, năng lượng bạn thấp thì bạn mới lên được, khó mà cứ giữ ở cái trạng thái ở giữa, tại vì nó sẽ đi qua thôi, cái trạng thái bạn thăng bằng á về cái năng lượng trong anh cũng đi qua thôi, cho nên lâu lâu bạn cũng cảm giác ủa sao mà yêu đời yêu người thế, nhưng sao mà thăng bằng thế, có những cảm giác là vui thì nó ít nhưng mà xuống thì nó cũng có nữa, nhưng mà đó là rất là bình thường, nó đời sống của bạn vẫn là một cái người bình an hạnh phúc chứ không phải là bạn không có bình an. Có nhiều người vậy đó, đời sống nó rất là bình an, rất là an nhiên, lâu lâu nó hơi hơi trùng xuống một cái, hơi mất năng lượng cái, và bạn nghĩ rằng là không, mình chưa có bình an, thì không phải. Trời, 10 giờ thêm nửa tiếng nữa ha. Nói về ngôn ngữ, khi bạn critical thinking á, khi mà bạn ở đạt ở trình độ gọi là có khả năng tư duy á, thì là bạn luôn luôn thấy cái sự giới hạn của ngôn ngữ. Đầu tiên là thấy sao ngôn ngữ nó tuyệt vời thế, rồi sau đó sẽ thấy sự giới hạn. Nếu bạn nào chưa có thấy sự cái giới hạn của ngôn ngữ thì bạn chưa bao giờ từ gọi là có cái tư duy cả. Rất nhiều ở bạn đây, ở bạn đang theo dõi mình không có biết critical thinking là gì luôn á. Có nghĩa là các bạn rất dễ bị giật dây, nghe bên này giật bên kia giật, các bạn trao đảo, các bạn đi theo hướng mây gió, hướng nào là đi theo hướng đó thôi. Còn những cái người mà họ có cái khả năng tư duy lập luận tốt á, thì họ luôn luôn cảm giác ngôn ngữ có những cái giới hạn riêng, và khi họ nói chuyện á, nó luôn luôn phải có định nghĩa, phải có define, nó phải có góc nhìn, nó phải có hệ quy chiếu, nó phải có nó có phải định nghĩa, nó phải có cái vùng giới hạn, thì khi đó mình biết người này là thứ dữ á, có độ thinking kinh đó, đó là dấu hiệu á mà mình cảm nhận được. Nếu mà bạn mình nói chuyện với người nào mà người này em hãy định nghĩa đi như thế nào là khiêm tốn, rồi mình mới nói tiếp, à vậy là mình đụng cái thứ dữ rồi đó. Còn mà cứ nói luôn luôn không định nghĩa, không có góc nhìn, không nói dưới góc nhìn nào mà cứ nói thế là người đó không phải là người có critical thinking, chưa hề có, chưa từng có. Cái này cũng hình mà là chị thấy phát hiện nó cũng rất là hay. Không có code nào bật mic lên nói chuyện ha. Mình có cảm giác gần đây là mình vô mùng 3 Tết cái mình học nhiều, sao mình gặp 4 ngày liên tục luôn á. Thứ thứ mấy? Thứ năm hả? Thứ năm, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai. 4 ngày tư vấn 8K hả? Tự nhiên thấy wow, sao giờ này siêng học thế? Các bạn đánh máy để hỏi, nhưng mà có thể bật mic để nó hỏi nha. Cô Hà nói dạ em đang ở đây. Vân Anh mới vô hả em? Em muốn phát biểu gì không Vân Anh? Cốc Vân Anh. Wow, các bạn có rất nhiều câu hỏi ở trong đầu á, hèn chi là mình nghĩ rằng mình ra những cái livestream tư vấn về tình cảm là nếu mà mình ra thường mỗi tuần á là không đủ sức trả lời cho các bạn đâu. Các bạn có hôm mấy ngày mấy năm trước không trả lời cho nên không thấy câu hỏi, mấy bữa nay mình nói mình trả lời câu hỏi quá trời câu hỏi luôn.
Vì Dạ sao chị bạn? biết. Ừ, nói đi. Chị biết người em hả? Dạ. Em. Những cái tip mà chị Biên á nói đó, em thấy rất là đúng luôn đó. Tại vì cái cách mà khi mà mình cái cách cư xử mình sử dụng cái critical thinking á, nó sẽ help mình nhiều thứ lắm. Khi mà mình nhận định một cái vấn đề nào đó mà mình nghe đó và mình vận dụng cái kiến thức đó và nó cho mình giúp cho mình liên tưởng những cái vấn đề nào mà mình đang vấp phải á, thì mình sẽ biết cách vô đó là mình tự động giống như trong cái não của mình á, đó là mình train cho mình từng bước. Mới lần đầu thì nó khó, mình chưa có thể làm được liền, nhưng mà ở trong cái tiềm thức của mình nó đã có cái vấn đề đó rồi, thì từ từ đó mình sẽ train cho mình nó ra được có một cái phiên bản mà như ý mình muốn, nhưng mà nó cần thời gian. Mà mình cũng phải biết cách á, là mình set up giống như nói là mình phải làm á, giống như chị nói là cái critical thinking nó nằm ở trong cái não của mình á, mình phải từng bước. Dạ cái đó là cái cách mà em thực hành đó chị, từ khi mà em nghe chị nói á. Dạ Mình có học cái lớp critical thinking không? Mình gỡ dạ gỡ cái tư duy bị chính hình nè. Mình cũng nhờ critical thinking, mình suy nghĩ đa chiều, mình đảo lại vấn đề. Mình mới suy nghĩ theo hướng khác. Còn nếu mà mình cứ suy nghĩ một hướng á, một chiều á, và đặc biệt là phụ nữ hay suy nghĩ theo chiều tích cực á, và gạt đi những cái tiêu cực á, là bạn đang drama hóa cuộc sống á. Có nghĩa là trong cuộc sống nó có hai cái mặt tích cực và tiêu cực, nó sẽ tồn tại song song, nhưng mà mình cứ tung hô tích cực thôi, và mọi thứ tiêu cực á, là mình gạt ra, mình xóa đi. Sau đó mình lên trên mạng, mình thấy người nào tiêu cực đó, họ họ bày tỏ cái ý chí của họ, họ bày tỏ cái quan điểm của họ, tự nhiên mình nói không được, cái bà này tiêu cực quá, không chơi được. Thế là mình unfriend luôn, rồi mình tẩy chay, mình block luôn, hoặc là mình làm cho cuộc sống của mình phức tạp. Rồi rồi có một cái anh nào đó, lỡ là cái người đó người ta rất là đàng hoàng, họ cũng thương mình nữa, nhưng mà bài đăng của họ tiêu cực thôi, mình không, cha này tiêu cực quá, không có xứng đáng làm bạn mình. Rồi tự nhiên mình có những cái thái độ, những cái comment, hoặc là mình không comment luôn, thì bên kia cũng nhận được cái năng lượng nó không có lành đó, thì cái mối quan hệ của mình nó không tốt. Cho nên á, các bạn nữ, tất cả chúng ta đều thích cái sự nhẹ nhàng, chúng ta đều thích cái sự tích cực. Tuy nhiên hãy chấp nhận cái sự tiêu cực nó tồn tại. Và hồi nãy giờ chị nói rất là nhiều cái này critical thinking á, có nghĩa là khi bạn 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 suy nghĩ đi, tiêu cực nó không phải là xấu, nó tiêu cực là một mặt khác của một vấn đề mà thôi. Tự nhiên giật mình nghe cái câu đó, giật mình nghe câu đó, giật mình đó. Rồi sau đó người ta bồi thêm một câu nữa, đi theo chiều hướng tổn thương người khác, toxic, không có đi, không ủng hộ tích cực cũng không ủng hộ tiêu cực, không có solution cho bất cứ tình huống nào, thì đó mới là cái thứ mà mình nên quan tâm. Thì hay lắm á, nói chung là critical thinking hay lắm. Ok, cảm ơn em. Vâng, anh đã chia sẻ. Thì trong lớp code cho mình hay lật lại vấn đề cho các code, mình đưa ra nhiều cái hướng suy nghĩ khác nhau, mình lật lại tới lật lui, thì các bạn đâu đó cái não của bạn nó mở ra được chút, cho ngày xưa giờ nó hẹp lắm, nó giống như oan gia ngõ hẹp, suy nghĩ một vấn đề nó không thể bay xa bay cao được, nó cứ bị dính mắc. Những người đó dễ bị manipulate lắm. Còn những người mà có critical thinking đó, bạn không manipulate họ được. Tú nói đi em. Thì cái critical thinking á, em nghĩ là nó cũng phải nó rất là tốt, nhưng mà nếu như mà mình chỉ nghĩ về cái logical side của nó, nhiều khi nó vẫn có chưa đủ á chị. Em nghĩ ở đây chị Biên có ý muốn nói cái critical thinking ở trong tình cảm, nó gọi là gì, trí tuệ cảm xúc, thì đó là lý do em rất là thích học chị Biên. Tại vì ở trong trường thì người ta chỉ dạy cái critical thinking, suy nghĩ logical về cái vấn đề làm việc,
nhưng mà không không có dạy kiểu critical thinking ở trong đời sống tình cảm, đời sống cảm xúc hàng ngày như thế nào. Nó có một chút khác, cho nên là khi mình học về đời sống tình cảm thì mới em mới hiểu được cái critical thinking trong đời sống tình cảm nó là cái gì ạ. Thành ra là nó, dạ em thấy cái đó nó rất là hay. Mình phải có emotional intelligence, trí tuệ cảm xúc, thì khi mình đi với con người mình cái mình nó mới smooth được. Ngay cả trong làm việc cũng vậy, tình cảm cũng vậy ạ. Dạ, cái đó là cái hay của chị Biên ạ. Em cảm ơn chị. Cảm ơn em. Chị cảm ơn em mới nói chứ, tại vì em với chị em nói cái hay của chị mà. Tóm lại là đúng như Teresa nói, là các bạn thích chị là tại vì không ai nói critical thinking trong tình cảm nha. Chị không có đi theo cái xu hướng là khuyến mọi người bỏ chồng, mà cũng không thật sự là luôn luôn phải níu kéo, nó đi theo hướng mà đi theo hướng chung dung của Lão Tử, hay là mình nói âm dương nó cân bằng, hay là mình nói đời sống nó không đi theo hướng cực đoan. Cả tâm lý học hiện đại cũng vậy, họ muốn cho bạn có một cái trạng thái sống cân bằng giữa tiêu cực và tích cực. Chứ họ làm gì có hướng cực đoan ở cực âm hay cực dương. Mà khi mình ra một cái lời khuyên gì đó về tình cảm, về gia đình, mà mình cứ dùng một one size fits all là nó sai rồi. Mỗi tình huống nó mỗi mỗi khác, mỗi gia đình mỗi khác, mỗi case nó mỗi khác. Cho nên là mình phải lắng nghe từng ca và mình phân tích từng ca, mình phân tích tâm lý ở trong đó. Phần potential, cái solution. Cho nên là các bạn theo mình thì các bạn sẽ không có những cái tuyên bố mà nó cái kiểu là nó solid, cho nên cuối cùng không có thấy cái tuyên bố nào solid hết. Cái tuyên bố có tiếng vang lớn hết, ví dụ như là phải có hôn nhân, phải true love. Chị không có phát biểu là mọi người đều hướng tới true love. Nó tùy, tùy tình huống, nhưng không phải là tới chu lớp mới hạnh phúc, mà không chu lớp là không hạnh phúc. Mình phải đảo lại vấn đề đó, mình định nghĩa thế nào là chu lớp và thế nào là hạnh phúc. Phải ra định nghĩa, phải define nó lại, phải giới hạn nó lại. Chứ mọi người hay nghĩ theo cái từ, cái ngôn ngữ của mình á, nó có ý nghĩa gì, và mình gắn theo ý nghĩa ngàn xưa giờ nó đã gắn với cái từ đó. Ok, cái này đi qua một cái lớp khác rồi. Critical thinking á, thì chắc là nếu mà nói người mà nói hay nhất là có lẽ là anh Hứa Tất Đạt. Tại vì anh Hứa Tất Đạt, ảnh bạn đọc trên tường mà ảnh đạt thì bạn có vẻ thấy nó hơi tiêu cực. Nó hơi tiêu cực, nhưng mà anh đạt là có tư duy chặt chẽ. Chặt chẽ, rất chặt chẽ. Rồi nói chuyện với Đạt á, thì không thể nào mà chuẩn chỉnh về từ được. Không thể nào có khe hở được. Mình nói chuyện với nhiều người, nhưng mà thật sự là anh Đạt, ảnh tư duy của ảnh bén lắm. Mà ngồi nói chuyện, nhưng mà ảnh nói chuyện rất là khó hiểu. Mình nói là anh nói em hiểu, chứ ảnh mà nói cộng đồng em á, là giống như là vịt nghe sấm. Nghe không hiểu vậy. Nhưng mà mình chắc chắn là một số đông ở đây sẽ hiểu anh Đạt nói gì, và các bạn thấy sướng lắm, nghe anh Đạt nói chuyện nó sướng ở tai lắm. Cho những cái người mà dùng ngôn ngữ mà nó theo cái kiểu mà học thuật á, tâm lý học mà về triết học mà theo kiểu học thuật á, tại vì nó rất khó hiểu. Bạn nghe anh Đạt nói chuyện một hai like rồi không hiểu á, nhưng mà hiểu rồi á là nghe rất là khoái, tại vì nó mở cái tầm tư duy mình ra. Minh muốn nói gì em nói đi em. Dạ chị ơi, em chào chị Biên. Dạ em là đây là lần đầu tiên em tham gia vô group của mình, thì em có một cái thắc mắc là tại vì giờ nó cũng hơi đau đầu khó nghĩ quá, cho nên là mà em hay đọc sách của chị, em mua sách nó
cái theo dõi chị lâu á, hôm nay em muốn nhờ chị tư vấn giúp em một cái case này. Là em với bạn trai của em là em lớn hơn bạn trai em 6 tuổi, mà em có mở công ty riêng. Thì bạn trai em cũng là sales manager của một cái công ty viễn thông khá lớn. Thì cách đây 2 ngày là tụi em chia tay nhau. Thì nói chung là bạn ấy nói với em là bạn ấy bị áp lực vì em quá giỏi. Đứng cạnh em bạn ấy cảm thấy rất là nhỏ bé. Rồi bạn ấy nói là bạn ấy có những cái thói quen mà sợ là em biết là em sẽ hoảng sợ. Thì mà em không biết đó là có những cái thói quen gì, mà em nói là thì có thể chia sẻ với em để em biết thì em có chấp nhận được hay không, chứ chị nói vậy sao em biết được. Rồi thật ra thì hồi mới quen khoảng cỡ 2 tuần á, là em biết được là em lỡ miệng em hỏi về vấn đề của mối quan hệ cũ, thì mới biết là bạn ấy đã quan hệ với lại cái người bạn gái cũ. Thì bạn gái cũ của bạn ấy là bạn ấy quen 8 năm đó. Thì thật ra thì em cũng không có kỳ thị gì vấn đề này cả, tại vì em biết đó là khi người ta yêu nhau thì cái chuyện này nó rất là bình thường. Còn cái quan điểm của em đó chính là em giữ gìn cho đến ngày em kết hôn đó. Thì em suy nghĩ như vậy thôi, nhưng mà thì em đọc sách nhiều cho nên em cũng biết là cái này là chuyện bình thường, chứ có điều em cũng vẫn hơi sốc. Thì lúc đó em có bày tỏ cái sự sốc của mình thì bạn ấy mới bị tụt cảm xúc. Bạn ấy nói với em là bạn ấy bị tụt cảm xúc khi mà thấy em bị sốc như vậy. Rồi sau đó thì bạn ấy nói là bạn ấy thấy bạn ấy nhỏ bé bên cạnh em, bạn bị tụt cảm xúc thêm lần thứ hai nữa. Rồi bây giờ bạn ấy mang một cái mặc cảm là bạn ấy có những cái thói quen mà sợ là chia sẻ với em là em sẽ bị sốc thêm lần thứ ba nữa. Thì lúc đó là em không biết lý do tại sao chia tay, mà nói chung là bạn ấy vẫn cố gắng chăm sóc cho em. Suốt 5 tháng qua là bạn ấy chăm sóc em rất tốt. Từ sáng là cũng tụi em yêu xa, bạn ấy ở Myanmar còn em là ở Sài Gòn. Thì bạn ấy nói với em như vậy, xong rồi kiểu như tại vì em cũng lớn tuổi, em đã 36 tuổi nên em cũng muốn là xem thử là cái mối quan hệ này nó có thể tồn tại, nó có thể duy trì được lâu hay không để mà em tiến tới, còn không là em sẽ dừng á. Thì em mới đưa ra 10 cái câu hỏi để mà bạn ấy trả lời, để xem là bạn ấy có phù hợp với lại cái quan điểm hôn nhân hay không. Giống một cái bài test, chắc là coi tâm lý học nhiều quá nên đưa ra 10 câu đó, thì bạn ấy cũng trả lời và em cũng đưa ra câu trả lời của em. Thì em nghĩ là bạn ấy cũng bị áp lực về vấn đề là hôn nhân nữa, tại vì em nghĩ là bạn ấy đã 30 tuổi rồi thì tại sao bạn lại chưa muốn kết hôn. Thì em thì hôm đó là bạn ấy cách đây 2 ngày thì bạn ấy mới nói với em là do bạn ấy bị tụt cảm xúc với em nên giờ chưa thể tiến tới hôn nhân được. Nhưng mà trong Nhưng mà quá chị trình em gặp chưa? dạ Giờ em dạ gặp dạ nhau chưa? dạ tụi em gặp rồi chị, em gặp 4 lần rồi, em gặp 4 lần rồi. Một lần bạn ấy về là hồi ngày 31 tháng 1 á, thì gặp nhau ở Sài Gòn 3 ngày. Sau đó là bạn ấy rung động với em và bạn ấy theo đuổi em, tại vì tụi em làm việc chung với nhau. Em làm việc chung với nhau thì lúc đó là em chỉ xem bạn ấy như là em thôi. Sau đó thì bạn ấy rung động với em và bạn ấy theo đuổi em. Thì theo đuổi đến tháng 9 thì lúc đó là em mới đồng ý lời tỏ tình của bạn ấy. Thì sau 2 tuần á, khi mà quen á, thì trong lúc vô tình là nói chuyện với nhau thì em mới hỏi vu vơ thôi, thì em mới biết là bạn ấy đã từng quan hệ với lại người cũ. Nên lúc đó thì em hơi bị bộc phát, là em sốc á. Em sốc, em nói em bất ngờ quá và em khóc, tại vì em muốn em là lần đầu tiên của bạn ấy. Chị hiểu. Nhưng mà không có được, thì em cũng nghĩ cách là em chấp nhận. Tức là 2 ngày hôm sau thì em cũng suy nghĩ ra là mình không có quyền để ghen với quá khứ, tại vì cái chuyện người ta yêu nhau, người ta đến với nhau là chuyện bình thường. Nhưng Ok, mà chị tạm chị tóm lại câu chuyện của em nha. Câu chuyện của em dưới cái nhìn của chị nè, em có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng mà với cái kinh nghiệm tình trường trong các cuộc ca tư vấn chị đã xông pha rồi á, thì nếu mà em quen ảnh thêm một thời gian nữa thì ảnh sẽ có một số lý do khác
À, ví dụ như là cha mẹ anh ấy không có chịu, hoặc là anh ấy đạo hồi, hoặc là 6 tháng sau thì anh ta có một lý do khác. À, nói chung ở đây á là anh ta gặp em. À, em là một người phụ nữ giỏi giang và anh ta có cái sự rung động của một cái người khác phái, và thích thú và chăm sóc và thể hiện cái bản lĩnh của người đàn ông cho dù người đàn ông đã 30 tuổi. Thì anh ta đưa đón lịch sự, cũng muốn đầu tư tình cảm với em. Đó là những cái rất là bản năng, nhưng mà gọi có tình yêu. À, để nhìn vào cái ca của em á, ảnh có yêu em hay không á thì ảnh không có. Tại vì nếu có tình yêu á thì người ta san bằng tất cả lý do. À, có nghĩa là đó đúng là lý do thật nhưng mà người ta sẽ không nói. À, người ta sẽ giấu hết. Cho nên em Mọi sẽ người. không sẽ không lấy lý do nào hết. Ví dụ như là lý do là hình như là anh cảm giác như là anh bị áp lực về em giỏi quá, người ta giấu luôn, người ta để trong lòng tại vì người ta chỉ muốn em và muốn em thôi. Tại yêu mà, yêu là sẽ muốn gần người phụ nữ này và muốn cưới, thì người ta ém những cái đó, nhưng mà không, cái này không có ém, nó được bộc lộ ra hết. Và do không yêu cho nên á, là mình thấy lâu lâu nó xuất hiện những cái lý do mà nghe nó không có hợp lý. Dạ Và anh em cũng ta thấy như vậy. thì đơn giản, còn những cái điều mà anh ta nói là anh có những cái thói quen mà nó cũng là một cái lý do. Tại vì không những đã che đi mà anh ta còn tìm ra một cái lý do để nó hợp thức hóa. Anh không thể nào anh chia tay em với một cái kiểu rằng là em với anh không hợp thì em sẽ là bị tổn thương, nhưng mà nếu mà có những cái lý do thì nó sẽ làm cho em bớt tổn thương hơn. Đó là xu hướng con người khi mà người ta tương tác với em. Thì câu chuyện của em á là không có tình cảm nhiều, có nhiều hơn người khác, anh ta thương em nhiều hơn người khác tại vì em có tình cảm với ta mà, em yêu anh rõ ràng anh thấy được điều đó, cho nên anh ta có tình cảm với em nhiều, gấp nhiều người khác, nhưng mà để cái đủ độ mà yêu á thì không không thấy, không thấy. Tại vì từ từ góc độ là không có quan hệ gì hết, không có tình cảm gì tới tới yêu nó nhiều cung bậc lắm, nó giữa giữa lắm, và anh ta đang nằm ở giữa. Cái điều mà anh ta nói với em á là anh ta có nhiều cái điều xấu mà anh ta không muốn kể cho em biết, đó là anh ta quan hệ tình dục với cái cô gái khác rất dễ, có thể là anh ta tình một đêm. À, đối với anh ta là chuyện bình thường và chắc chắn là điều đó, chắc chắn là điều đó, tại vì cái yếu điểm của em là cái vấn đề quan hệ tình dục, mà anh ta là cái người ngược với cái điều đó, chứ không phải anh ta là người giết người hay cướp của, xấu xa gì hết, nhưng mà anh ta rất thoáng trong cái câu chuyện tình dục. Thì đó là câu chuyện của em đó. Thì em có yêu ảnh đi nữa thì em cũng phải từ từ rút, tại vì tình yêu nó phải là hai phía, nó không thể là một phía hết. Nhưng mà nếu mà em vẫn cố gắng để bên cạnh ảnh thì em sẽ có được điều đó. Em sẽ được bên cạnh ảnh, nhưng mà cái lòng của em càng ngày nó càng bị tổn thương, cho tới lúc em tổn thương quá em buông và em trách họ. Nhưng mà không, cái lỗi nếu mà em mê quá, em đắm đuối trong tình cảm này quá, em vẫn có quyền tìm cách để tiếp cận họ, nhưng mà cuối cùng câu trả lời người ta không yêu, tại vì cái chị ở trong tình huống đó rất là nhiều. Có nghĩa là chị đã nói với họ rất nhiều lần rồi là không có được, anh có làm hơn nữa thì không có, nó không có cái chuyện gì xảy ra hết, nhưng mà người ta vẫn 5 năm 3 năm người ta vẫn cố tình, người ta vẫn vẫn muốn ở gần chị, nhưng mà họ vẫn tìm cách để rủ chị đi chơi, hoặc là tìm cách là bay qua bay về, hay là tìm cách gặp gỡ tạo mọi tình huống, nhưng mà cuối cùng họ, chị biết họ bị tổn thương chứ, nhưng mà không phải lỗi của chị đâu, tại vì họ muốn cái điều đó mà chị đã nói rất rõ, nhưng mà họ gạt hết, họ không nghe. Giống như em bây giờ, anh ta nói rất rõ rồi em cũng nghe, nhưng mà em tới thì người ta vẫn thương em, có nghĩa là chị cũng không thể nào mà chị nói những cái lời tổn thương những cái người đó được. Chị không thể nào nói rõ ràng là anh không có xứng với tôi, hay là tại sao anh lì như vậy, mình không thể nào thốt ra những lời như vậy được. Nhưng mà em tới đi, em sẽ có những điều đó, nhưng mà càng ngày thì nó càng ê chề và càng ngày em càng tổn thương nặng. Cho nên á, em nếu mà em bị cảm xúc nó bị phụ thuộc quá thì em cứ làm, cho tới khi em đau quá em buông,
hoặc là nếu mà em tỉnh táo thì em buông từ bây giờ, nói vậy thôi. Thì em với ảnh là cách đây 2 ngày là khi mà em hỏi ảnh là anh muốn chia tay em hả, tại vì em thấy là ảnh bình thường ảnh không có bao giờ nói những cái lời tổn thương em hết, nhưng mà tự nhiên tối hôm đó thì kiểu ảnh nói những cái lời mà lần đầu tiên trong cuộc đời em nghe luôn, suốt có hơn 1 năm qua đây là lần đầu tiên em nghe. Còn ví dụ chị cái hồi nãy chuyện chị nói là tình một đêm á thì em cũng không biết là có như thế nào, nhưng mà lúc mà khi mà em có hỏi ảnh là lúc mà em biết là ảnh có ngủ với bạn cái cũ á, thì em có hỏi ảnh á là vậy ngoài bạn cái cũ ra anh có ngủ với ai không, ai nữa không, thì ảnh nói là không có, anh khẳng định chắc định cho em là không có. Chị cũng tin điều đó, bởi nhiều anh nói với mấy cô lắm, nói sau 5 năm anh ly dị vợ anh phản bội anh đau khổ trong 5 năm, và các bạn tin thật. Tại vì á, người ta sẽ nói những điều em muốn nghe, em biết trong tâm lý học á, they only say the thing you want to hear, that's all, okay? Cho nên á, đôi lúc chị á, những cái điều chị muốn nghe á, chị phải cho người ta biết là à, chị muốn nghe những cái điều khác chứ không phải điều này, thì tại người ta mới bắt đầu nói những điều khác. Nếu mà em mà cô gái mà em muốn nghe cái sự thật khác thì anh ta sẽ nói sự thật khác, nhưng mà em chỉ trong đầu em những cái lời đó nó không làm em tổn thương thì người ta sẽ nói những lời như vậy, nhưng mà chưa chắc đó là sự thật, chị không tin điều đó là sự thật. Ok, còn hỏi gì nữa không? Giờ em muốn hỏi chị là bây giờ là thì em hai cách đây 2 ngày là em đã chia tay rồi, nhưng mà em vẫn rất đau lòng á, em Đương đau nhiên lòng rồi. mình bị tổn thương, mình tổn thương là do mình chưa có cái kiến thức về hẹn hò nhiều á, mình chưa process được những cái tâm lý, những cái gút mắc ở trong đó, à, cho nên em bị tổn thương. Chứ nếu mà em có nhiều kiến thức về hẹn hò đó, em không có bị tổn thương đâu, em chỉ chấp nhận thôi là mình move on, okay? Mình không có bị hurt, tại vì em không có kiến thức nhiều em sẽ bị hurt. Nếu như vậy thì nếu một người đàn ông mà người ta có cái sở thích là tình một đêm như vậy là không ổn đúng không chị? Đâu có đâu, chị thấy nó vẫn ở ngoài, người ngoài xã hội toàn vậy không mà. Sau này họ họ có gia đình thì nó khác, còn bây giờ các bạn nam họ rất thoáng mà, họ đâu có nghĩ có vấn đề gì đâu, mà vẫn vậy mà, xã hội vẫn vậy mà. Tại sao mà các hotel, các nhà nghỉ nó luôn full là vậy đó, hết phòng. Ai vô đó? Đúng. Ai ở trong đó? Không phải những anh trai chưa có vợ ở trong đó thì ai ở trong đó, đúng Dạ. Vậy thôi em buông. không? Em nên điều chỉnh lại cái thái độ của em, quan hệ trước hôn nhân một chút, hoặc là tại vì nó hơi đi theo hướng cực đoan á. Là sao chị, có nghĩa là em vẫn chưa hiểu lắm. Tại Đúng. vì em muốn tất cả mọi người trong xã hội này, những người bạn trai em á, là tới với em á, là cái tốt nhất là họ đừng quan hệ với cô gái nào trước khi mà họ có gia đình. Thì cái sự thật là những học sinh trung học người ta đã quan hệ tình dục rồi, trung học, high school á, và tất cả các trường đại học Mỹ, học sinh nữ, học sinh nam đều quan hệ tình dục ở trung học, mà nếu mà qua đại học năm mốt là hình như 100%. Ok, 100%, tại vì chị đưa thuốc ngừa thai cho các trường đại học, chị biết mà, tất cả học sinh nữ đều uống thuốc ngừa thai cả. Mình nói 100% thì nhiều lúc nó cũng đi theo hướng cực đoan, nhưng mà hầu hết sinh viên đều có uống thuốc. Không. À, hiệu chỉnh một chút, nó hơi hiệu chỉnh một chút, tại vì em cứng quá, là em gặp người ta, lỡ gặp anh CEO nào đó, anh rất là chung thủy, anh bị một cô bạn gái ảnh quen một anh CEO hết và đá ảnh đi, cái chuyện đá là bình thường, có nghĩa là mình sẽ đi theo những cái nhu cầu của mình, đúng không? Mà cái người này á, là quan hệ với cô ấy nhưng mà là người đàn ông cực kỳ tốt và cực kỳ thành đạt, nhưng mà em tới em nói không, anh ngủ với cổ ta 3 năm như vợ chồng, em không quen anh nữa thì có phải là em bỏ qua một người tốt không?
Không thì em cái này khi mà em biết á là cách đây 5 tháng là em đã nói là thôi cho qua, mà em đã nói là cho qua, tại vì cái nó là nó không có phải là cái tội lỗi gì cả, tại vì họ yêu nhau thì họ tới với nhau thôi, cho nên là em nói là thì em có buồn á, em có buồn tại vì cũng hơi bị sốc một chút xíu là vậy. Nhưng mà Rồi thôi mình có chuyện của em, nếu em muốn tư vấn nữa thì em vô em liên lạc. Em cảm ơn chị nhiều. Ừ rồi, mình còn có 5 phút thôi mà chị chưa trả lời hết những câu hỏi ngoài kia. À, để coi cần câu hỏi nào không, giúp em thả gợi tư duy trong hẹn hò. Mình có nên sàng lọc 100% những người nam nghề nghiệp của họ bất lợi trong tình cảm như bồ đồ lái xe giết mổ không ạ? Chị nghĩ là mình có quyền mà mình thông thái mà mình nên tránh. Nghĩ là nếu mà chị là 100%, nếu mà cho chị chọn lựa, chị sẽ chọn là 100%, chị không để cho mình gọi là đầu tư tình cảm thêm. Giờ nếu mà người thứ ba vui vẻ nữ tính ngưỡng mộ, người nếu N3, chị đoán là người thứ ba nha, không đòi hỏi chồng mình thích tâm sự, thích ở bên cô ấy, nói cô ấy nhưng không bỏ vợ, thì có yêu người thứ ba mãi không chị? Cái câu hỏi của em nó không đem lại cho em hạnh phúc. Có nghĩa là anh ấy có yêu người đó, hay là anh ấy có ở lại người đó, hay mối quan hệ này kéo dài hay không á. Mình đương nhiên nếu mà em không có hành động gì hết, với một cái tình huống như vậy thì họ mãi mãi họ bên nhau, mà nổi cái việc họ mãi mãi bên nhau thôi thì làm sao em hạnh phúc được. Cho nên câu hỏi của em làm sao để đưa chồng em về thì nó sẽ chính xác hơn. Họ có thể chồng em không có yêu người thứ ba mãi mãi, nhưng mà sẽ bên cạnh cô ấy mãi mãi. Rồi, ok. Vậy thì quen một thời gian 1,5 năm rồi, có nên mở lời để hỏi anh khi nào cưới anh, cưới em và thúc thế nào hay không? Mình nói chuyện thật thôi. Như chị vẫn hướng dẫn các cốt sách nói chuyện hay thật lòng thôi. Nếu mình muốn cưới hay mình muốn cái hôn nhân mình như thế nào, khi nào cưới như thế nào thì em cứ ngồi hỏi, em không có đòi. Nhưng mà em hỏi, trong khi người ta trả lời thì em sẽ biết là em nên làm gì. Cho nên á, là hãy đặt nhiều câu hỏi cho anh ấy, là khi nào mình cưới, và tại sao tháng 10 năm sau. Rồi mình cứ hỏi tại sao thì mình sẽ hiểu thôi. Mình sẽ hiểu vấn đề trước đã. Có vẻ như em chưa hiểu vì sao, tại sao. Khi mình nói chuyện với họ, mình sẽ biết vì sao và tại sao. Rồi còn có 2 phút nữa thôi, không trả lời nữa. Mình đưa cho các bạn một số tip, 7 cái tip sống đây, nhưng mà mới nói hẹn hò hôn nhân vô tư vấn là hết giờ. Hẹn gặp các bạn thứ ba tuần sau tư vấn tiếp. Bây giờ nếu mà live stream mà kiểu này thì khỏe, nó rất là sướng, tại vì đâu cần soạn bài đâu, mà lên cứ định hướng là giải quyết thôi. Như vậy thì khỏe hơn nhiều. Còn mà soạn ra tình huống tiếp sống á, thì phải ngồi suy nghĩ, viết xuống một chút. Hẹn bạn trong cái lớp 7 ngày ha, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3. Mình nghĩ các bạn nên học, tại vì thật ra cái lớp này thu tiền được chứ không phải không thu tiền được. Nhưng mà thu tiền thì cái số bạn đăng ký nó giới hạn, nó vài chục người. Nhưng mà mình mở miễn phí á, thì cái số người học nó sẽ đông hơn, cái sự thay đổi mọi người đông hơn. Nó sẽ tốt hơn, tốt đẹp hơn. Chứ mình thấy một số bạn có tiền á, quay đi quay lại thì những bạn đó khi nào cũng học ấy, 3 triệu cũng học, 5 triệu cũng học, quay đi quay lại cũng cái danh sách đó. Cứ học tới học lui. Cái bạn đó rất là may mắn. Còn những bạn ngoài kia thì không có tiền đủ học và rất là thích học. Nên thôi đầu năm cố gắng làm một lớp đi. Thì những cái lớp nhỏ, những cái lớp mà ngắn ngày á, nó thay đổi nó ít thôi, còn muốn thay đổi nhiều thì bạn phải học 1 năm một lớp coach á, thì mà bạn mới thực sự thay đổi. Khi đó
bạn tới bạn do bạn quá thấu hiểu về tâm lý, bạn giải thích tất cả các sự vật sự việc, cho nên là bạn bị bạn bạn sống thăng bằng lắm, bạn biết phải làm gì á, mình không có run rẩy rục rịch gì hết. Còn học từng lớp thì chị không có bảo đảm, tại nó ngắn quá không có đủ sức. Rồi ok hết giờ, còn gì thông báo nữa ta? Không hết rồi, vậy thôi đó. Cho những cái bạn mới nè, ví dụ như bạn hồi nãy hỏi mình cũng không xưng tên, để bảo vệ quyền bí mật cho bạn chút. Là chỉ có 117 like rồi, các bạn rảnh các bạn vào nghe đi, tại vì nó xuyên suốt các bài học nó nằm rải rác trong 117 like, nghe hết đi. Và nếu mà bắt đầu mà nhanh nhất đó, thì lên tường cá nhân của chị á, tường biên chương á, đọc những cái bài viết trên đó, tại bài viết trên đó chị không rảnh để mà làm gọi là PR bản bản thân hay khoe khoang cái gì trên đó, mà trên đó là những cái bài học mà từ kinh nghiệm sống của chị rút ra chị viết lên đó, để các bạn nữ có thể xài được cái gì thì xài, chứ chị không có rảnh mà sáng quay mình chạy bộ, chiều đăng nhà hàng các kiểu đâu. Cái kiểu mà họ nói là gì đó, cái gì nhân hiệu bản thân, xây dựng thương hiệu gì đó bằng cách là ngày đăng 2 bài ấy. Trời ơi, tôi mà có thời gian ngày đăng 2 bài tôi sướng thấy một. Với là đối với chị á, nó phải đi về phần chất nhiều hơn. Mà bạn nào theo chị lâu để đều hiểu, mình không cần PR bản thân, mình không cần phải. Ngày xưa có bị một số tác động là ồ, công ty quảng cáo này tới, công ty quảng cáo tới tới chưa tới, nói cho chị Biên phải mở lớp phễu. Ok, nghe thấy cũng hợp lý. Chị Biên phải đăng 1 ngày 2 bài, chị nói về những cái kinh nghiệm của chị, những cái đời sống hàng ngày của chị, share lên mọi người, họ họ tò mò lắm, họ thích coi cái đời sống chị như thế nào. Cũng có nghe nha, cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà cuối cùng mình là ai cũng là mình, gạt hết, bỏ hết. Bây giờ xây dựng giá trị thật, thay đổi con người thật. Đó là cái hướng mình đi, và các bạn cũng nên làm như vậy, làm việc cho nó chất vào. Không có thay đổi mình thì thay đổi cho rốt ráo vào, thay đổi thành phiên bản. Còn những cái hình ảnh đăng các kiểu PR các kiểu, quen với người này quen người khác nổi tiếng, đôi lúc nó không có quá cần thiết như vậy, không có quá cần thiết vậy. Đi tập thể dục làm cho mình đẹp, cái đó là chất, cái đó là chất. Đi học để mình thay đổi, đó là chất. Còn những cái vận động hành lang đó, những cái lăn tăn đó, đừng quá quan tâm, đừng quá mất thời gian. Ok rồi, bye 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 Cẩm Tú, bye bye mọi người trong Zoom. Dạ, Cái cảm hôm ơn chị Biên nhiều lắm. dạ cảm ơn chị, cảm ơn chị, ok em, bye mọi người. bye Em, chị. những cái câu ba ngân phượng, những cái câu hỏi mà chưa trả lời hết á, hẹn đợt sau nha, vô hỏi tiếp nha, sorry lăng tăng quá.